chị đó chào mọi người thì uh, chị đó <laughs> mình là quyền hiện tại mình đang làm việc ở công ty uh, Adi steel thì hôm nay là lần đầu tiên mà mình gọi là đứng mình chia sẻ thế này cho nên là mình cũng có mấy cái mình cũng nói trước luôn nha thì trên tinh thần á trên tinh thần là mình sẽ gọi là xe xe kiến thức còn thực sự mà gọi là nắm mà hiểu rõ hết á thì thực, tế tôi biết mình, mình cũng chưa có clear hết được nhiều cái vấn đề cho nên là trong cái lớp mình lỡ có ai mà có là bên xưởng hay là bên cơ khí hay là có những cái cái kiến thức về cái khoản này rồi nha. mà lỡ chúng cái chỗ nào mình chém gió bậy bạ bà thì có gì góp ý cho mình nha <laughs> nha trên, trên tinh thần là mình chia sẻ mình xem mình cùng học thôi nha chứ không phải là 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 là, là, là dạy đồ gì hết thì uh, nó là như vậy <laughs> ok thì em xem màn hình oh, share. Được chưa Ủa mọi người thấy một hình em Mọi người thấy một hình chưa? rồi, kỳ ta. Rồi. Thì cơ bản mình sẽ đi theo cái 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 nội dung của sách giáo khoa thôi. Thì cái hôm nay cái mục mà mình tan tô là có hai chương. Là chương 1.3 là phần Aku Yoshitsukiki tức là phần máy máy hàng hồ quang với lại một số 1.4 và Aku Hồ tức là cái nguyên lý với lại là cái đặc trưng của mấy cái hàng hồ quang này thì trong cái 1.3 đầu tiên mình đi cái chương đầu tiên trước nha. Thì trong quá trình mà em nói, em chia sẻ thế này thì mọi người thấy có cái gì thắc mắc hay mọi người gọi là cần hỏi luôn thì mọi người tương tác ngay tại thời điểm đó luôn nha. Chứ cũng không cần phải phải phải, phải, phải đợi tới cuối buổi. <laughs> thì đầu tiên á, mình vô cái phục cái mục mà là à, cái à, về máy 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 hàng hồ quang thì cái mục đầu tiên một 1 chấm ba chấm một vô sẽ đen gain no gai bự tục c thì cái gai bự tục c này ấy, nghĩa là gì tức là <laughs> dịch tiếng việt nó là đặc tính của cái nguồn điện đặc tính của cái nguồn điện mà dùng cho hàng hồ quang thì ở chỗ này ấy, thì mọi người chú ý cho mình á <laughs> tức là nguồn điện ở hàng hồ quang á nó sẽ có ba cái đặc tính đặc tính là suy ca tục c nó lại... Đặc tính là suy tục C này là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là T tục C. Cái thứ ba ấy, là T tục C thì ba đặc tính này là ba đặc tính gì đầu tiên là đặc tính xưa ca tộc C trước <laughs> thì mình đã nói về nguồn điện nha à. mình đã nói nguồn điện của 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 cái hàng hàng hồ quang này thì cái cái xưa cao tộc C này á <laughs> thì họ nói là gì mọi người nhìn vô cái nó có nó có ba cái biểu đồ bây giờ họ phân họ phân loại nó làm hai 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 cái hai cái trường phái nó để dễ phân biệt là cái xưa ca tộc c này với lại là T đen C này tức là đặc tính cái xưa ca tộc C này qua tiếng Việt là cái gì thì mình khó, hơi khó dịch mọi người nắm luôn cái từ này luôn nha còn T đen đi tục C là đặc tính gọi là cái 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 đen á đen tức là cường độ dòng điện còn cái đen át đen là 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 điện áp thì cái đặc tính gọi là sư ca tộc C với là T đen đi C nó sẽ gồm thì mà một cái một cái một cái nhóm thì đặc tính nó như thế này trong cái sư ca tộc C thì mọi người nhìn cái biểu đồ này nha. Cái đường này á là cái đường thể hiện cái đặc tính đó. Cái đường này là đường thể hiện đặc tính. Trục ngang này á là cái cường độ dòng điện. Trục dọc nó là điện áp. Thì cái đường cái đường này cái cái ca tộc C này cái đặc tính sư ca tộc C này nó nói cái gì? Tức là nếu nếu như mà cái 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 accural này. Accural là gì nè mọi người có nắm được không? có 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 ai hình dung được ăn là gì không nhỉ nó là cái chiều cao của cột hồ quang thôi. à ừ. thì cái chiều cao của hồ quang á thì mình nghĩ đơn giản đó là hắn là cái cái đầu mà đầu từ cái mỏ hàng cho tới cái kim loại của mình á. mình nghĩ về trong đơn giản đúng chưa đúng chưa thì cái 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 cái, này á, nếu như nó thay đổi nó thay đổi từ từ l0 lên tới l1 tức là nó tăng lên nếu cái nếu cái nếu cái áp cái chỗ này nó tăng từ từ không lên L1 á thì nó sẽ có hiện tượng thế này đầu tiên á là cái cái cường độ dòng điện nó giảm về. Cái thứ hai á, là cái điện áp nó tăng lên. <laughs> Mọi người nhìn được Thì cái chỗ này nó có một cái 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 cái, cái định nghĩa như này thì có cái ghi chỗ này là cái chỗ mà vô xét sự gây no gai bừa tục C với lại là A tục xe nó sinh ra cái chỗ là đô sa tên tức là cái chỗ mà mình bắt đầu mình hàng ấy. tại vị trí mình hàng ấy, thì sẽ có hai cái đại lượng là đường đại lượng là cái 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 ác cái, cái chỗ này với lại là cái 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 gai cái 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 à tức là cái đường này nè cái đường tục c này với lại là cái ác tường cục xe cái đặc cái đặc tính của hồ quang và cái đường cái đường mà đường đặc tính của nó nó giao nhau tại tại cái điểm này thì cái điểm đưa sao tên là điểm này mình bắt đầu nhìn vô cái điểm này nha thì cái điểm này này cái thời điểm này nếu như mà cái đường hàng lúc này là mình lúc mình bắt đầu hàng này thì khi mình hàng á lỡ một vấn đề gì đó vì một cái lý do gì đó bây giờ mình kéo cái 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 cái, 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 cái hàng mình nó dài ra nó làm cho cái chiều cao của hồ quang nó nó dài ra thì cái thời điểm xảy ra thì cái 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 cường độ dòng điện lúc đó nó bị giảm xuống và cái điện áp nó tăng lên. Thì cái này là đặc tính của sư ca tộc C. Còn cái chỗ mà TD riu tộc C á, tức là đặc tính mà gọi là ổn định, ổn định cái cố định cái, cái 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 cường độ dòng điện á, nó cũng tương tự như vậy. Cũng một vì một cái lý do gì đó, khi mà cái áp cái chồi nó cao lên thì thì so với cái, cái cái độ biến thiên của cái cường độ dòng điện á thì cái điện áp nó tăng lên rất là nhiều. Thì hai cái đặc tính này nó có cái cái sự tương đồng như vậy. Thì mọi người đọc ở đây nha đọc thêm tham khảo thêm chỗ này nó ghi vậy nha sư ca tộc c này thì khi mà ác cừ nó 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 chuyển từ l không lên l 1 á thì là cái cái độ sa tay của mình cái điểm mình nó đi lên cái điểm mình nó đi lên như vậy và cái <laughs> cái gì đó cái, cái 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 lượng mà lượng mà điện áp mình nó thay đổi rất là nhiều mà so với cái lượng điện áp thay đổi nhiều đó thì cái cường độ dòng điện nó thay đổi rất là ít thì đó là cái đặc tính của sư ca tộc c này và bên cái t t tục c này nó cũng tương tự và chỉ có cái là t tục c này nó khác với lại là cái sư ca tục c đặc tính của 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 kia là có cái chỗ cái chỗ cái chỗ cái đại lượng biến thiên chỗ này này cái lượng delta y chỗ này, này nó nhỏ hơn cái này thôi nhưng mà về cơ bản họ xem là cái lượng này là nhỏ thì đó là cái cái sư ca tục c này với lại t tục c này họ sẽ ôm hai cái này thành một một nhóm cái tiếp theo là t delta tục c tức là đặc tính gọi là ổn định điện áp hai cái này hai cái giống trước là đặc tính ổn định cái cường độ dòng điện còn cái này đặc tính là cường độ uh, ổn định điện áp thì cái này cũng tương tự khi mà cái đô saten của mình á, vì một lý do gì đó mà cái chiều cao đường hàng của mình á, cái chiều cao hồ quan mình á, <laughs> nó cao lên thì khi đó thì khi đó cái điện áp này á, nó lại nó lại ổn định cái điện áp cái lượng cái lượng biến thiên điện áp ở đây nó không có nhiều nó ổn định hơn cái số này nó ít hơn và cái thằng này cái cường độ dòng điện nó nhiều lên. thì họ phân loại cái 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 biến thiên hai cái đặc ba cái đặc tính của cái cái nguồn điện nó có ba đặc tính như vậy họ phân loại ra như thế thì chỗ này á nó có một cái như đây tại vì rằng mà ba cái yếu tố này nó quan trọng là cái 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 chiều dài đường hàng cái 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 chiều cao hồ quan này và cái cường độ dòng điện này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái 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 mẫu hàng của mình cho nên họ sẽ coi cái sự biến thiên của hàng của máy hàng này với nhau chỗ này mọi người ok không nhỉ thì trong cái chỗ mà uh, suy ca tộc xe ta đặt kính đặc tính suy ca của nó thì người ta có sử dụng nó ứng dụng nó trong cái cái mẫu hàng là hàng à, uh, hàng mắc cừ, từ từ nghe suika tộc c là hàng hi phước cừ, tức là hàng 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 <laughs> hàng que Còn mà cái à, à, còn cái mà đen ngát sườn này, cái 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 đặc tính mà ổn định điện áp này này, họ sẽ dùng vào trong cái hàng hàng mít cừ và hàng mắc hàng hàng mít cừ bằng mắc. thì mấy cái hàng nó như thế nào thì khi mà qua cái 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 phần tiếp theo thì mình sẽ cho thích tiếp thì trước mắt là mình sẽ có ba cái đặc tính như thế này mọi người hình dung mình mọi người nhớ ba cái biểu đồ này nha thì ba cái biểu đồ này nó nó, nó nó, nó có thể sẽ lặp lại cho nên là trong cái lúc mà, làm đề thi á, sẽ có khả năng nó sẽ ra nha yeah. thì trước mắt là nhớ cho mình ba cái đó là được tức là mình sẽ có một cái đường đường đặc tính đường đặc tính là cái đường này đường tộc c đặc tính của nguồn điện thì cái đường đặc tính đó, đó là khi nó nó bị tăng lên khi đường đặc tính khi, 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 khi cái khi, cái, cái 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 chiều dài cái chiều dài chiều cao của hồ quang nó tăng lên thì chiều cao của hồ quang nó tăng lên á thì đối với hai trường hợp suy ca tộc c này và đặc tính đặc tính t đen -riêu á là ổn định ổn định cường độ dòng điện á thì cái cái lượng biến thiên của cường độ dòng điện nó không có nhiều mà ngược lại thì cái đen, điện áp á nó lại biến thiên rất là nhiều thì đó là hai đặc tính này nó gồm thành một 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 nhóm còn cái cái đặc tính mà ổn định điện áp á là khi mà cái cái chiều cao đường hồ quang nó dài lên chiều cao đường hồ quang nó dài lên thì cái cường độ dòng điện nó lại biến thiên rất là nhiều mà cái điện áp thì nó lại nó là ít nó ổn định cái điện áp này được chưa? Thì đó là ba cái đặc tính <laughs> tính gì đó của cái 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 cái, cái, cái nguồn điện. Thì trong hai ba đặc tính này á, cái trang tiếp theo họ có giải thích họ có lấy ví dụ cho một cái cái trường hợp của cái đặc tính gọi là ổn định cường độ dòng điện như này, Ở, ổn định điện áp chỗ này. Đây. Cho mình hỏi nha, sách là mọi người có đọc chưa nha? hiện tại mình đi mình đi cơ bản là mình chỉ thích cái nội dung danh sách đó thì mình nhớ thích nội dung sách như vậy có được không? OK hả? À, OK anh ạ. À. à tới hiện tại là mọi người có vấn đề, gì không? có 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 thắc mắc hay có muốn hỏi gì chỗ nào không? Cho mình hỏi một chút ở cái cái biểu đồ bên kia ấy có một cái đường ngang mình để à, một chút được không? Đây này. biểu đồ cái trên biểu đồ cái, cái trên cái hình B cái, cái cái điểm mà cái điểm mà cái 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 chỗ mà đường e không nó đi ngang ấy, từ e không mà đi ngang ra cái, đấy thì như nào nhỉ à tức là cái đường này là cái đường đặc tính thôi tức là cái đường này cái đường được cái đường này nó đại diện cho đặc tính ổn định cường độ dòng điện thôi ví dụ như cái đường này nó ghi như vậy đúng không thì mình sẽ hiểu thế này này nếu như mà trong cái vùng mà cường độ dòng điện nó thấp ví dụ như nằm trong vùng này đi cường độ dòng điện nó thấp nằm trong vùng này đi mà nó giao với lại cái cái actual nó sẽ có một cái đường actual cái đường cái đường 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 đường, chiều cao hồ qua chỗ này nếu cái đường này nó giao rồi đó nằm như này thì mình sẽ nhìn thấy là trong cái vùng mà điện áp cường độ dòng điện nó thấp á thì cái 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 điện áp của lại này nó sẽ không 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 biến thiên bao nhiêu hết mình nhìn cái này được cái đường đặc tính không cái đường này là cái đường đại diện cho cái đặc tính này đường này không mình không có khảo sát từ cái 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 mình không có khảo sát từ cái điểm không tới bắt đầu của delta y e, đúng không mình không, điểm có... không điểm không tới bắt đầu của delta y e. từ từ ngày mình chưa hiểu lắm à... tức là mình chỉ ở đây là mình chỉ nói là từ áp về từ 0 không đến là một phần cái tiếng ngoài là cái chỗ này chứ chỗ cạnh chứ e không ấy nó ghi là không phụ thuộc vào cái tải điện áp à cái gì đấy chữ đấy à chỗ này hả mưu phù ca đen a từ mưu ca bên a từ tức là cái này tức là cái vùng mà điện áp gọi là không 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 tải hả vùng này là vùng điện áp không tải hả mưu phù ca đen a từ thật ra thì bạn hỏi rất là hay nhá Tại vì chị cũng có suy nghĩ lúc mà đọc cái này như thế Đó là ở bản thân chị cảm thấy là cái cái, cái 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 đường này vì sao người ta lại vẽ được nên cái đường mà đen đậm nhất dành cho từng cái, cái 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 đặc tính thì chị cũng chưa lý giải được là là vì sao ví dụ như họ khảo sát nên họ vẽ được ra cái hình đó cái đường Ở này ấy, thực ừ. cái đường này thì là nó phụ thuộc vào cái cái bài buổi trước của mình cái bài chỗ này này Mọi người đọc lại chỗ này này thì mình nghĩ nó nằm nằm trong cái khoảng đó nha. đây ừ. nó nằm trong cái đường này, này. nằm trong cái phạm vi ừ. chỗ này này từ cái mối cái mối liên hệ giữa cái mối liên hệ đặc tính liên hệ giữa cái chiều cao cái chiều ừ. cao hồ quang chỗ này ừ. cái cái điện áp với lại cái cường độ dòng điện cái điện áp là nó chạy như đi đúng không ừ. cái cường độ dòng điện là 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 từ bên này chuyển qua như nữa đúng không thì ừ. thì thì họ khảo sát cái việc này họ khảo sát cái đường này anh nghe từ từ cái tính chất này ra ừ. Nha. còn mà tại sao mà có cái cái này luôn á tại sao mà ra cái đường này luôn á thì, thì 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 em chịu ừ. chỉ có là bây giờ mình có ba đặc tính mà người nhắm nhắm bây giờ hiện tại mình có ba đặc tính là suy ca Tộc c cái thứ hai là ổn định uh, cường độ dòng điện ổn định uh, là hai hai cái này thành một nhóm và một cái 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 đặc tính là đặc tính ổn định điện áp và người ta so sánh nó bằng cái cách gì bằng cách là người ta thay điện thay đổi cái, cái 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 chiều cao hồ quang người thay người ta thay đổi chiều cao hồ quang và người ta coi cái so sánh giữa 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 mấy hàng này với nhau cái sự biến thiên của mấy hàng này với nhau bởi vì á, bởi vì á, trước khi mà đi cái này em hồi nãy em có, có có suy nghĩ là là mọi người nhớ là cái chỗ mà cái 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 nguyên lý mà nó hình thành hồ quang á là là chỗ này đúng không? Ừ. Nguyên lý hình thành hồ quang là chỗ này đúng không? Tức là đầu tiên người ta cho hai cái điện cực nó tiếp xúc với nhau, cái xong người ta phóng điện, người cho người ta cho dòng điện nó chạy qua, người ta cho dòng điện nó chạy qua, cái lúc mà hai điện cực tiếp xúc với nhau, cái xong người ta tách, người ta tách hai điện cực này ra tách từ người ta thì khi người ta tách ra thì vẫn có dòng điện chạy qua đúng không nó đang ừ. thời điểm nó có dòng điện chạy qua đúng không thì chỗ này nó sinh ra cái 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 hồ quang ừ. thì cái hồ quang chỗ này nó có lượng nhiệt rất là lớn là giống như là cái chỗ cái chỗ cái cái cái, cái biểu đồ này, này cái hình này nó hơi thể này thì cái hồ quang này nó <laughs> cái hồ quang này nó kết hợp với lại là điện áp giữa hai đầu cường độ dòng điện chạy qua và cái hồ quang đây ừ. nó sinh ra nhiệt ở đây nữa cái nó đốt nóng một đầu nó đốt nóng cái 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 bùng này cái nó sinh ra nó đốt luôn cái kim loại hàng chỗ này cho nên nó tạo ra ừ. thành cái nguyên lý hàng là chỗ đó cho nên là ba thằng này á thực ra là ba thằng này thằng chiều cao đường hàng à, điện áp với là cường độ dòng điện là nó đi cùng nhau ừ. Nó thành một hệ nó thành một hệ tức là nó 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 sẽ nó sẽ liên liên đới với nhau nó đi cùng với nhau luôn cho nên cho khi khi người ta khảo sát nó người ta đưa thành ba cái này luôn với nhau luôn thì cái Ê. cái sách à nó đi ừ thật ra chị cũng uh, cũng cảm giác như vậy lúc mà chị nói với em là chị nghĩ là cái đường này nó 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 được hình thành là bởi vì người ta thực nghiệm ấy ừ. thì chị nghĩ là ba ở trong trong một cái uh, sơ đồ như vậy nhé ừ. thì nó sẽ có điện áp này nó sẽ có cường độ dòng điện và nó sẽ có xuất hiện những cái uh, đường actual đúng không ừ. thì uh, ở đây uh, người ta chỉ thể hiện hai đường actual thôi Nhưng mà thật ra để mà hình thành được cái đường màu đen đó thì uh, sẽ có rất nhiều đường actual khác nhau và khi mà actual tăng lên uh, thì uh, nó sẽ làm ừ, cho điện ừ. thì hiểu ý chị không? Ừ, thì cũng đúng đúng. À, ờ ừ, nó sẽ làm cho cái 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 cái, 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 cái... cường độ dòng điện nó càng ngày càng nhỏ lại. Ấy. cho nên nó mới hình thành cái đường đó. đây này. nghĩa là, ừ. đây này. có cái đường ác chồ này. cái cái đường à, đường à, ác nó sẽ à, đi thể à, hiện như vậy nè. trường hợp mà ác tức là gì? tức là khi mà cái 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 mẫu hàng của mình, á, cái que hàng của mình hay là cái 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 mỏ hàng của mình là cái kim loại đúng không? cái khoảng cách gì hàng đó này nó gần đó, thì nó có cái đường này ừ. gần hai năm ly thì nó có cái đường này hình thành cái đường này lên tới năm ly thì nó thành đường này càng tách xa ra mười ly thì nó thành cái đường này thì ừ. cái đường này là trường hợp trong một cái trong một cái 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 một cái điều kiện là hàng như thế này thôi thì ừ. em nghĩ là khi người ta khảo sát như vậy nó sẽ thinh ra cái cái đường này nó thành ừ. cái đặc tính ba cái đặc tính của cái 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 cái, cái hút chỗ này ừ. nghĩa là uh, cho chị giải thích lại cái cách hiểu của chị nhé cái đường ừ. uh, cái đường màu đen đó, đó cái đường mà gai bừ tục C ấy, của từng loại một á, nó ừ. chính là giao điểm của ba cái yếu tố là điện áp, điện lưu và cái đường A-cơ Và khi mà A-cơ thay đổi rồi điện áp, điện lưu cũng thay đổi theo á, thì người ta sẽ vẽ được rất nhiều những cái điểm đô á. Và đô nó sẽ tập trung thành cái đường màu đen á. Thì là chị hiểu như vậy. À... Và khi khảo sát ấy, thì người ta nhận ra rằng là ba cái điện áp, điện lưu và a cái trồ của hồ quang á, nó sẽ chạy theo ba cái gọi là phương ớ. nó sẽ chạy ba theo ba cái uh, cái uh, luật nhất định và ba cái luật đấy nó mang tên là suy ca tục c rồi định điện lưu và định điện áp ấy ừ. đấy là chị hiểu như vậy ok, okay. Ừ. mọi người khác có ai có ý kiến gì không mọi người có ý kiến gì không mình mình thì cũng có một cách lý giải là ví dụ như là cái trường hợp này là ví dụ như là nó là một u nó ví dụ con cả cường độ dòng điện và điện áp nó là một hàm số phụ thuộc vào tức là nó nói đúng như, như là nó là một hệ có một hệ phương trình mà phụ thuộc vào um, l một biến là l l là áp chỗ đó tức là u bằng fl hoặc là y bằng fl thì nó là hai hàm số thì cái hàm số này nó không 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 trơn mà nó là không phải là một cái hàm số cụ thể nào mà nó là nó khảo sát dựa vào thực nghiệm ấy. nhưng mà mình vẫn không có lý giải được là, là tại sao nó có cái nó có biết ở ở trên này nó nó ừ. ngang ngang rồi nó lại gãy ở yếu này ừ. đấy cái đoạn ngang này này là 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 mình à. cũng không giải thích được thì uh, cái đấy mình chắc phải đi sâu hơn rất nhiều à, thì thì đó thì thì từ, từ từ phía mình á thì khi mà mình học cái này á là mình sẽ có những cái mình chấp nhận luôn <cười> <cười> chứ không 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 đi đào sâu này nó vì đào sâu này nó thuộc về là nó về bên điện nó về bên cơ khí rồi ha. thì nó lại không có đúng cái ngày mình đang làm á cho nên là có những cái là mình mình chấp nhận luôn cái cái việc nó ngay từ đầu luôn cho nên là mình chỉ hiểu là à bây giờ hiện tại mình có ba cái đặc tính và ba đặc tính nó đi theo ba cái đường này thì ba cái đường này nó sinh ra như vậy và và cái ảnh hưởng của nó là cái cái chiều cao hồ quan thì cái chiều cao hồ quang thay đổi mà theo cái đặc tính này nó sẽ có những cái 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 biến thiên đi theo á thì đó là cái mình mình suy nghĩ Thấy nha ok ok <laughs> thì đó là thì đó là cái chỗ hai đặc tính chia là hai group thì cái cái tiếp ví dụ tiếp theo nè chỗ cái hình 1.27 này họ giải thích về cái cái đặc tính của cái gọi là định điện áp à. tức là đặc tính cố định điện áp tại cái, cái 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 kiểu biểu đồ là như vậy ha yeah. thì mọi người xem cái này xong á thì đâu đó mọi người sẽ, sẽ 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 mơ hồ mọi người nắm nắm được là cái 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 ý nó muốn nói chỗ này mọi người đọc mọi người đọc cái ví dụ này chưa đọc rồi được rồi, hiểu không có lúc nào có hiểu mà à, đô, ok thôi, 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 em giờ hết là nữa nhá thì á <laughs> okay. thì họ nói là bây giờ là họ cho là cái 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 lượng mà lượng xuất qua da ra cái lượng mà xuất ra cái 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 cái, 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 cái kim loại hàng cái dây hàng cái lượng xuất dây hàng ra và cái lượng tiêu thụ của nó là m 0 thì hai cái lượng này đang cân bằng với nhau tức là bây giờ xuất dây ra đầu này đầu này xuất đầu này xuất dây ra và đầu này tiêu thụ vì tu hàng mà Tù hàng thì tôi xuất cái dây này đầu đầu, đầu này ra thì nó sinh ra hồ quang hồ quang đốt nóng tiêu thụ là cái 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 dây dây hàng chỗ này thì ở ở trạng thái bằng không á, thì hai thằng này nó lan sự với nhau tức là nó 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 cân bằng ở trạng thái cân bằng à, cân bằng rồi thế giờ vì một cái lý do gì đó vì một cái lý do gì đó bây giờ người ta à, gọi là làm cho cái 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 l không này cái chiều cao đường hàng cái chiều cao hồ quang này nó 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 cao lên nó già lên nó thành cái l một tức là ví dụ như mình mình hàng tay cũng được mình dỡ cái tay mình 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 mình, cái cái mẫu hàng mình mình kéo nó nó xa ra một chút thì cái l không khi nó dài thành cái l một thì khi nó dài thành l một á thì nó nó bị chuyện gì à, đây thì khi mà cái l không á đây là cái điểm cái điểm cái điểm giao mình đầu tiên này cái này là trong trường hợp là hàng 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 CO2 nhé cái hàng 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 mà hàng 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 mát mình hay hay làm hàng mà mấy anh thở dưới sưởng hai hai cầm á thì khi mà mà l không cái điểm đầu tiên là đây nó cao lên thành l 1 thì cái cái gì đó cái 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 cường độ dòng điện này lúc nó y không nó sẽ giảm về nó sẽ giảm về là I1 i không lúc này nó giảm về i một cường độ dòng điện nó giảm lại thì cường độ dòng điện nó giảm á nó dẫn đến cái gì à... lượng tiêu thụ giảm thì lượng tiêu thụ nó nó giảm ok ok huy nha. thì lượng tiêu thụ cái 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 giảm này á, tức là tức là mọi người hình dung nè thì cái lượng tiêu thụ Mr cái 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 R R1 MR1 nó giảm tức là khi này nó cao lên, cái khoảng cách này nó xa hơn. Cái hồ quang nó cao lên, cái cái nhiệt nó 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 giảm đi cái thành ra nó nó, ít đốt được cái quay da trong này, nó bớt bớt nóng cái quay da này đi. Cái nó làm cái là da nó thuộc lên. Nha. Thì khi đó thì khi đó cái thằng mà thằng thằng về cái then e you sẽ chơi kêu f ừ. thì khi đó cái lượng cấp dây ra cái việc cấp dây ra cái việc cấp dây ra nhiều nhưng mà cái lượng tiêu thụ là giảm thì dẫn đến cái thằng thằng gì cái lượng cấp dây ra nó nhiều nè mà lượng tiêu thụ là giảm dẫn đến là cái 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 chiều dài đừng cái cái chiều cao hồ quan á cái chiều cao hồ quan á nó bị nó có khuynh hướng là là nhỏ đi à, cấp dây tiêu thụ bây giờ khoảng cách nó dài ra cái khoảng cách nó dài ra thì cái lượng tiêu thụ nó giảm xuống cái cấp dây nó bị nhiều hơn thì cấp dây nó bị nhiều hơn á thì dẫn đến là cái 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 nó có tác dụng là nó làm cho cái hồ quang này nó 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 nó, nó giảm xuống à tức là bí do là bị chỗ này nè khi mà cái lượng này á khi mà cái 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 đại lượng mình nó cái 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 lời không này nó dài thành l một mà cái thằng 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 thằng, thằng cường độ dòng điện á nó kéo về nó tụt về nó tụt về nhưng mà theo cái đặc tính của cái cái cái, cái ổn định cường độ dòng điện này á cái cực ổn định điện áp này á thì điện áp buộc nó phải nó phải duy trì buộc nó phải duy trì buộc nó phải duy trì nên dẫn đến là cái thằng cái thằng 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 cấp dây này nó làm cho cái nó nó sẽ tìm một cách để nó nó cấp dây nhiều hơn để cho cái dây nó ổn định về lại cái cái con số không này chỗ này mọi người hình dung được không nhỉ? Ừ, nó có một cái công thức nào để có đây, ok đây có... nha à. nghe thấy ừ. thì thì đó là cái trường hợp mà cái trường hợp mà cái cái chiều cao hậu quan nó nó tăng lên còn trường hợp mà chiều cao hồ quang nó nó dài ra à, nó nó ngắn lại thì nó cũng tương tự nó ngắn lại thì là như này cái l không này nó sẽ về nó sẽ lên l 2 và khi đó cái cường độ dòng điện nó sẽ tăng lên cường độ dòng điện nó tăng lên á, nó sẽ tiêu thụ nhiều hơn tiêu thụ nhiều hơn á, thì cái thằng cấp dây này, này nó sẽ nó sẽ làm sao đó để nó kéo nó kéo cái cái điện áp về lại thì cấp dây tốc độ cấp dây nó sẽ nó sẽ ít lại nó sẽ ít lại để nó cân bằng về về cái trạng thái bên này thì tức là cái đặc tính cái đặc tính ổn định điện áp chỗ này người ta sử dụng vào trong cái 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 lúc mà mà hàng ở đây cái 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 quá trình hàng là hàng hàng này thì cái hàng này là hàng bán tự động hàng hàng mà hàng mic hay hàng mát mà mấy anh lại sửng hay, hay 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 cầm mà. thì đó là cái 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 đặc, cái đặc tính chỗ này ok nha hàng bán tự động là ừ, cầm tay được cái... alo ừ, à à cho mình hỏi một chút là cái cái tốc độ cấp dây này nó nó tự động à. nó, tốc nó độ tự động. tốc độ cấp dây này á lát nữa xong qua cái đoạn tiếp theo á thì nó sẽ có một cái khúc chỗ này này cái này nó đề cập tới chỗ này đây cái tốc độ cấp dây này cái cơ chế cấp dây với lại là cái cái nguồn điện nó có cái sự liên quan ở đây tức là người ta sẽ điều chỉnh nó bằng hai hai cái đại lượng đại lượng nó là đại lượng uh, cường độ dòng điện với lại là uh, điện áp của hồ quang người ta sẽ điều chỉnh hai cái đại lượng này ở thời điểm mà lúc người ta bắt đầu hàng lát nữa qua bên này người ta sẽ giải thích lại trong này một lần nữa cái cái chỗ đó yeah. thì cái lúc mà cái lúc mà ai mà có cái này thì mình cũng cũng, cũng trước thì mình không để ý lắm nhưng mà trước khi mà hàng á mọi người sẽ để ý với xưởng á anh thợ trước khi anh cầm mẫu hàng anh sẽ anh sẽ quay lại cái máy cái máy hàng của mình anh sẽ điều chỉnh là điện áp bao nhiêu cường độ dòng điện bao nhiêu sau đó, nó sẽ phụ thuộc vào cái 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 cái, cái, cái tốc độ đi tay của anh, và anh điều chỉnh cái điện nó đến 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 hàng đúng không? À. thì đó là cái đặc tính uh, chỗ này, này ok nhá, có ai có coi... ý kiến gì nào, lại như có ai ý kiến nào đúng không? Nhà chị á, ừ. uh, nó không liên quan đến cái đoạn này nhưng mà hàn mic mark á, bán tự động là là hàn tay hay là nó là bán tự động và tay là khác. Hàn tay thì là hàn que đúng không? hàng que đúng không? cái cái hàng tay hay biết là hàng que đó, ừ, hàng mà cầm cầm là cái cái phụ cửa cửa. À. Là uh -huh. cái que hàng mà dùng để đính vậy nữa. Um, Còn hàng bán tự động là cái mỏ hàng mà cái giống như cây súng mà mấy anh mà anh mà anh hay cầm nữa. À. Uh... Okay, ok ok. Thank you. Uh. Rồi. Thì tiếp theo mình qua cái chương cái phần tiếp theo là cái phần về uh... <laughs> các loại các loại nguồn điện, nguồn điện hàng thì bây giờ các loại nguồn điện hạng bây giờ họ chia thành ba loại ba loại nguồn điện là nguồn điện là cado tetsin gata dengen là kiểu nguồn điện mà mà cái này dịch không biết dịch nó như thế nào nha cado cado tức là cái 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 loại cái loại cái loại thép ở trong nó, nó di chuyển được hả còn cái 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 chị đó hai cái loại tiếp theo á sử dụng nhiều hơn là cái Cyrus Tasego với lại là cái bata Sego thì nó là cái gì thì nó như thế này thì có cái hình giải thích này họ ghi đây <laughs> tức là bây giờ mình có một cái lõi cái lõi điện thì nguồn điện nó đi vào từ bên bên ngoài này vào nó thông qua cái lõi này nó thành điện đầu ra nó có cái có cái tay là Ichi coi rừ với lại coi này điện này đầu vào và điện này là đầu ra thì cái cái chỗ đầu vào và đầu ra người ta điều chỉnh bằng cách là người ta có cái cái cục mà cái cục như cục 500 hả cái cục 500 cái vị trí cục 500 này cái cà đô này thì người ta điều chỉnh đó nếu như mà nếu như mà cái cục 500 này nó lệch khỏi cái tâm này tức là mình có một cái cục mình có một cái cục cái 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 như cái cái vòng vòng cái khuyên màu màu hình vuông vậy cái ở giữa có cái lõi 500 này thì nếu mà cái vị trí cái lõi 500 này, nó nằm phía ngoài nó nằm hờ, hờ hờ với này ấy, thì mình có được cái đường như đây mình có đường tọc c này cái đường đặc tính này thì cái đường là đường đặc tính nó cũng là cái đường giống như cái đường khi nãy đúng không? Nó cũng là cái đường đặc tính, tức là hát là một cái đường nào đó. Bên này. Cái xong đó người ta mới ví dụ như người ta điều chỉnh á, người ta điều chỉnh nó bằng cách là người ta đẩy cái cái cục 500 này này, người ta đẩy cái cục thép này này, vô trong giữa này luôn, thành cái cục này luôn. Thì khi đó cái khi đó cái 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 cái, cái từ đường của cái 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 cái, cái lõi này á nó bị nó bị ngắn đi nó mới tách ra thành như vậy. Cái nó kéo cái đường, nó kéo cái đường này này, cái đường mà ban đầu của hắn á nó về đây, thì chỗ này dùng cái từ là Ro eji cường tức là giống như là cái từ trường nó bị hỗn loạn nó điều chỉnh nó điều chỉnh cái 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 đặc tính cái đặc tính của cái 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 nguồn điện chỗ này bằng cái từ trường này thì cái đường mà trong trường hợp mà cái đường này nằm ngoài cái đặc tính nó nằm ngoài luôn á cái đường nó lệch thẳng luôn á thì là cái đường lớn cái xong cái cái cục này nó tràn vô giữa cái cái đường đặc tính này nó nó nhỏ lại cái nó kéo cái cái nó kéo cái 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 đường đặc tính này về đây thì nè khúc này là cái khúc mà khúc mà cái 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 đặt uh, cái, cái, cái 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 hỗn loạn của từ trường nó nhiều là do thằng này nó nó trang vào cái này hỗn loạn từ trường nó ít nó nằm phía bên này thì nó là nó cái, cái cách nó điều chỉnh điều chỉnh cái cường độ dòng điện như này đúng không thì mọi người nhìn thấy như này thì thì điện áp á thì cùng một điện áp nó sẽ không thay đổi nhiều mà cường độ dòng điện nó sẽ thay đổi khá là lớn trên cái đặc tính này được chưa thì đó là Kado ga Gata Dengen. À, chỗ này thì có mấy cái từ, mấy cái từ, mấy cái từ, chỗ này có cái từ nào nhỉ? Có cái từ keyword nào chỗ này không nhỉ? Ichiji Koiru, Niji Koiru. Cái uh, gì Eji Soku, tức là cái cái sự tăng giảm của cái từ tính chỗ này. À, mọi người mọi người hình dung chỗ này hả? Nhớ, nhớ cái hình niềm được. À, tức là mình có cái đường tổng là ban đầu nó không bị ảnh hưởng của từ tính, từ tính x à, nó bị bị hỗn loạn từ tính x chèn này vô giữa cái cục này cái từ tính nó nó bị ngắt, quãng đường, nó cái cái, cái quãng đường đi nó bị nó bị nó bị thay đổi phát cái cái nó kéo cái đường này về phát cái cái cái, cái, cái cường độ điện ừ. mình điều chỉnh được về tới đây, thì đó là một cái cái loại một cái loại CEO tức là một cái loại điều chỉnh cường điện dòng điện ở đây, Kado Tixin, rồi tiếp qua cái cái đặc tính thứ hai à hồi nãy khi mình đọc cái này á thì có một cái, cái thông tin khá là thú vị khá là thông, khá là thú vị thì cái khúc chỗ này á, là mình dựa lên cái nó có cái có cái đại lượng ảnh hưởng là cái tần số của nó nữa thì cái tần số của nó nó vẫn có cái gì thế này tức là trong cái khi sử dụng cái nguồn điện này á thì mình phải mình phải chọn cái nguồn điện mình phải chọn cái nguồn điện mà nó có cái cái sóng cái cái cái, cái siêu hoa sự mình thì nói gì ta sóng sóng có tầng là cái gì là tần số hả nó có cái tần số ứng với lại là cái cái vùng này, cái vùng địa lý nè cái vùng bề mặt địa lý nữa tức là ở bên nhật á họ chia ra hai vùng là vùng cái vùng mà vùng phía đông á mà higashi Nihon, á là cái 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 cái, cái nguồn điện của hắn hắn có cái tần số là 50 Hz. nhưng mà nishi á là có 60 Hz. là nó khác nhau nó tách nó tách ra hai nguồn điện khác nhau thì nếu như mà mình dùng trong cái nguồn điện mà họ nói là <laughs> nếu mình dùng mà ở ở cái vùng mà cường cái 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 tần số điện nó thấp mà mình dùng điện ở tần số cao á thì dẫn đến là cái phụ tan lên cái máy biến áp nó nhiều cái phụ tan lên cái máy biến áp nó nhiều và nó làm cho cái 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 nhiệt lượng đầu ra bên kia nó dễ gây hỏng cái 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 coil rồi dễ gây hỏng cái 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 loại cái đó còn ngược lại nếu như vùng ở vùng mà có tần số điện nó nó cao á mà mình dùng điện ở tần số thấp á thì là cái đầu bên kia cái cái nguồn điện đầu ra thì mình lại không có nhận được cái 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 cường độ như mình mong muốn thì đó là cái, cái 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 cái, hay là cái chỗ này mới biết thêm cái bộ này, này. ở nhật là có hai cái nguồn điện có hai cái cái vùng mà có cái tần số điện khác nhau thì điều tra ừ. thì họ kêu là hồi xưa lúc mà cái thời Meiji á, thì người ta nhập điện mới bắt đầu bắt đầu có điện á, thì là phía 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 bờ đông là ảnh hưởng lấy lấy cái cái, cái công nghệ từ từ Đức về còn mà phía phía Osaka á, lấy công nghệ từ Mỹ về cho à, này, hai cái tần số nó khác nhau này nó có sách nó có chứng à Ừ, hình như giờ gần đây chỉ có nghe cái câu chuyện đấy ở trong công ty Mọi người nói là hình như một bên có vấn đề gì đấy hỏng máy ấy, Nhưng bên kia còn lại không có giúp đỡ được gì Tại vì nhập từ Đức về nên là phải qua tận Đức để xin linh kiện với đây cả này. cách chữa Đây này, đây này, đi nè, gồ diêu nè, hệ Là có điện tần số 60 với điện là năm mươi sáu mươi này thì gasi ừ. hôn á là kanto á là điện từ đức này ừ. còn mà kansai là điện từ mỹ nè ừ. cho nên là nó khác nhau à. Để có cái vui vui rồi nói chung là cái thằng kado tetsi nó như vậy nha đầu tiếp trong cái hai cái phần hai cái phân loại hai cái phân loại của cái nguồn điện tiếp theo á là mình có cái sardista với lại là ibata Seyo. thì họ nói là hai cái này á là đang được sử dụng nhiều hơn, đang được sử dụng nhiều nhất. Gas, thì uh, hai cái này á, thì thực ra mà hỏi đi đi sâu vô chỗ này thì 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 mình cũng không rõ. Nhưng mà cái bảng ở đây nè người ta mà thưa mày khá, khá là khá là khá là dễ hiểu. Tức là cái nguồn điện mà cái nguồn điện sản xuất á, cái nguồn điện sử dụng á, điện dân dụng á, ban đầu nó như vậy, nó là điện hai chiều, điện 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 sai chiều cái khi nó vô trong cái 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 cái, cái máy cái, cái 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 loại máy mà có cái cái Sarista Sego này á thì nó chỉnh thành điện điện một chiều nó chỉnh thành điện một chiều nó quay hết một phía xong rồi qua cái qua cái thằng mà Ria, Ria này á cái nó chuyển cái dòng điện về thành nó nó cào cái thằng này cho nó về nó đều hơn thôi nó đơn giản là như vậy thôi nó là hay cắt như xưa đưa thôi lẫn điều chỉnh cái dòng điện nó về lại còn cái inbata này á, thì nó cũng tương tự như thằng này thì nó cũng nó cũng điều chỉnh nó cũng cái cơ chế nó điều chỉnh cái thằng này nó ra cái 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 cái, cái từ cái điện hai chiều này về về cái điện cái điện giống như trên này sau đó sẽ là nhí nó lại nó lại lại phân tách tiếp nó phân tách cái thằng này nhỏ ra tiếp xong là điều chỉnh đưa cái đưa cái này về nó miệng hơn là sao đó nó sẽ ổn định hơn chỗ này thì mọi người có hứng thú tiếp với chỗ này không còn nếu mà hứng thú sâu hơn chỗ này thì mình chịu nha về <laughs> <laughs> cái này nó về nó qua điện rồi Nói chung là mình mình hiểu đơn giản á là cái thằng sadista á là nó điều chỉnh cái nguồn điện là điện điện sai chiều của mình nó qua điện một chiều và nó nó cào lại sao cho cái đường nó ổn định hơn thôi còn mà qua inta này á là nó cào thêm một lớp nữa nó làm cho cái nó làm cho cái đoạn hay này nó 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 đều hơn nó phẳng hơn nữa thì đó là cái chỗ cái chỗ cào là sao quyền hả? cào lần sao? cào thì không phải là từ 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 chuyên dụng mà hắn là giống như là hắn hắn điều chỉnh lại nó xe đi lại, nó chô xe lại sau cho cái dòng điện nó nó không có nè, ừ. ví dụ như thế nè. Ví dụ bây giờ mình có đây là cường độ dòng điện đúng không? Thì bên này là cái đầu đầu bên này là cái gì đây? Cái cái đầu ra này là cái cái ác cực. Thì cái cường độ dòng điện nó cứ như vậy như vậy như vậy nè, giảm đáng cái ác cực của mình nó sẽ nó sẽ không ổn định nó cứ nó cứ nó cứ giật lên xuống nó như vậy nè. Là do nó do tính chất của cái nguồn điện ban đầu còn nếu như mà nó điều chỉnh nó nó bừng nó 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 phân ly nó 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 làm cho cái nó giống như là giống như trong mấy ảnh của mình á nó làm cho độ cái 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 điện cái độ mịn của nó nó cao lên mega megapixel của mình á, nó nó cho nó, nó 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 kéo cho nó 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 như vậy luôn thì cái 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 sự mà sự không ổn định của nó nó sẽ ổn định hơn nó về nó về như vậy nè. thì cái 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 thằng mà cường độ dòng điện bên này á, nó sẽ ảnh hưởng qua tới cái 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 chiều cao hồ qua bên kia thế là ba cái ba cái cách suy nghĩ về cái đầu 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 về 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 về, về nguồn điện của của máy hàng vậy ha giống như là nó thay đổi chu kỳ từ nhà lớn thành nhỏ đúng không và nó đưa về cố gắng đưa về những cái chu kỳ càng nhỏ càng tốt để cho nó cái cái dòng điện nó đỡ rung động nó, nó ổn định hơn đấy. Ừ, tức là tức là như ừ. này này tức là cái 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 này là thuộc về cái hồi 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 vật lý ấy, cấp cấp hai cấp ba chứ mình không không có nắm vững lắm nhưng mà thế này, như này này bây giờ mình có cái cường độ dòng điện nó như vậy đúng chưa ừ. mình có cái, cái cường độ dòng điện nó như vậy nhưng mà nó ở chiều dương cái lúc nó xoay về nó xoay qua chiều âm như này thì nó ừ. nó về tới đây á nó cũng đạt được cái cường độ dòng điện nó về mặt về mặt chất trị tuyệt đối nó vẫn nó vẫn nó vẫn xoay nhưng mà sẽ có một đoạn nó bị nó bị thụt xuống sẽ có một đoạn nó bị nó bị nó bị giảm xuống để nó đổi chiều nó đi qua cho khúc cái khúc đó nó sẽ bị cái chuyện là nó cái cường độ điện nó không ổn định nữa. nó bị nó bị hãm xuống cái 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 cái, cái 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 lên lại thì bây giờ cái cách cái cách mà cái cách mà điều chỉnh như thế này nó làm cho nó làm cho mình mất cái khúc đó đi nó vẫn giữ ổn định luôn ngay từ đầu luôn nó đi nó nó, nó ổn định nó đi đi một chiều như vậy luôn này chứ nó không có cái đoạn mà mà bị thụt xuống thì cái cường độ dòng điện mà thụt xuống này á thì thì không biết chắc mọi người cũng biết là cái đoạn mà hàng khi mà mình hàng mình hàng hàng bán tự động đó, hàng máy thợ ai hàng nó có cái đoạn cuối nó cái đoạn xử lý creta nó sẽ bị đúng không chị hiện, có ngay có ngay cái khúc nữa chứ cái khúc mà xử lý creta nha tức là khi mà mình khi mà mình 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 mình, mình hàng á mình cho con đội điện nó chạy qua đây đúng chưa thì cái phát cuối cùng á cái phát cuối cùng mà khi mà khi mà mình mình tắt cái cái máy hàng đó đi á thì nó sẽ bị một chuyện là cái 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 gì đó cái 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 cái, cái dòng điện này, này. cái điện áp nó mất đi phát cái cường độ điện nó, nó tụt đi mất thì nó tụt đi mất là dẫn đến là nó sẽ sinh ra nó giống, nó giống như là hình dung nó giống như một cái lực quán tính vậy đó nó đang chạy xuống như vậy cái cái đầu hàng đang chạy xuống, như cái, cái đang, chạy xuống đang đang hòa tan như vậy cái tự nhiên nó tụt mút phát cái cái cường độ điện nó tụt ngược về cái nó kéo cái nó kéo cái 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 mối hàng này nó làm cái cái đầu của mình nó sẽ bị lỗ một cái Ừ. thì cái này hỏi mấy anh thợ mấy anh thợ anh sẽ biết là cái đoạn cái đoạn đó là gọi là xử lý creator tức là cái phát sau cùng của cái mẫu hàng của mình cho nên mà khi ừ. mà creator là thường người ta sẽ để điện nó cao thêm một chút người ta sẽ giao điện nó cao người ta bấm thêm một cái để mà khi mà nó lỡ nó bị tụt xuống nó, nó, kéo thằng này về là cái cái phần cái phát cái phát mà cao lên nó nó bù vô cái chỗ đó ừ. thì nó có hiện tượng như vậy thì thì mọi người mọi người lúc mà coi mấy cái xem mấy cái tài liệu mà hướng dẫn bên bên hàng thì sẽ có một cái cái từ gọi là creator sorry nè. Thì ừ. cái này nó 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 sẽ đầu đó nó sẽ giống cái 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 cái, cái, cái nguyên lý vô đó. Vậy nha. Ok. Vậy nha, vậy, vậy thôi nha. Còn mà đi nữa <laughs> là chịu, không biết. <laughs> Rồi. Thì đó cái chỗ cái trăm 1.3.2 là cái các loại các loại nguồn điện. Rồi tiếp tiếp đó là tới cái cái phương thức phương thức cấp dây. Thì phương thức cấp dây thì đơn giản, phương thức cấp dây thì người ta chia làm 3 loại cấp dây là cấp dây kéo theo theo hướng là push siêu là đẩy cấp dây đẩy e, eh, pull là kéo với thứ với thứ ba nữa là là vừa đẩy vừa kéo thì cái phương thức mà cấp dây theo push siêu á thì là sử dụng trong cái hàng hàng mát với hàng mít này là được sử dụng nhiều nè rồi uh... <laughs> rồi cho nên nó có một cái tức là họ nói là cái thằng cái dây hàng của mình á cái tốc cái tốc chi của mình á cái tốt chi của mình á thì nó nó gắn nó gắn trực tiếp vô cái 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 cái, đuôi của tốt chi á thì nó gắn nó gắn nó tiếp xúc lên cái cái chỗ mà chỗ chỗ cấp dây cho nên là rồi 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 từ rồi từ cái chỗ cấp dây nó nó đẩy nó đẩy lên trên cái đầu cái đầu cái đầu mỏ hàng của mình nó đẩy lên thì dẫn đến cái tốt chi của mình á với lại cái cơ cấu đẩy này, này nó tách biệt cho nên là cái mỏ tốt chi mình nó nhẹ dẫn đến là thao tác hàng đơn giản nhưng mà nhưng mà cái việc mà nếu như mà cái đường cái đường dây cái cái cái, cái dây hàng của mình ấy, từ từ cái chỗ mà cấp dây là tới với cái đầu mối hàng của mình mà cái đường dây dây nó dài quá thì thì nó sẽ sinh ra cái chuyện là nó sinh ra ma sát nó sinh ra ma sát ma sát chỗ này và nó làm cho cái việc cấp dây nó cái 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 đặc tính cấp dây của nó nó, nó, bị, nó, bị, nó, bị, nó bị nó bị nó bị nó bị nó bị giảm đi ha thì nó có cái chuyện như vậy còn nếu như mà cái dây qua da mình mà nó nó dưới nó dưới một mm mà nó nhỏ quá luôn á thì nó là trong cái trong cái trong quá trình cấp dây của nó, nó sẽ bị hiện tượng là da cứt sư này nó hiện tượng da cứt tư xương nó bị oằn á đẩy nó nó không có đủ độ cứng của nó nó đẩy nó đẩy không 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 đi được nữa thì nó có cái trường hợp đó là nguyên tắc cấp dây cấp dây cấp dây đẩy còn mà cấp dây theo hướng kéo á cấp dây theo hướng kéo á thì là thì nó ngược lại với bên kia cái này là cái đuôi cái đuôi toti á à, cái đuôi toti nó nó gắn lên trên cái cái cấp dây còn một trường hợp mà mà kéo á là cái cái chi với lại là cái cấp dây nó thành một thành một cụm luôn nó thành một khối luôn thì dẫn đấy họ nói là dẫn đến như vậy thì dẫn đến cái 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 đầu bên kia của mình á, cái 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 mỏ hàng của mình á, nó to ra nè qua so 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 ogata này. cho nên là cái mặt saigio của mình nó 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 không bằng bên kia nó không bằng kia còn cái push với vừa á, tức là cái cái cấp cấp kéo uh, cấp đẩy với là cấp kéo này hai này nó kết hợp với nhau thì nó bù qua sức lại nó 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 nó, bổ trợ cho nhau thì hiện tại ở nó là cái này là đang dùng đang dùng được nhiều hơn đang được sử dụng nhiều hơn tới chỗ này mọi người ok không Ok, anh ơi. ok, ok. Có ai có câu hỏi gì hay có hay có hay có gì đó comment gì không lỡ mình 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 nói bậy chỗ nào à, ok nhá thế thì em đi qua học mình đi qua học tiếp theo là về cái cái nguồn điện cái sự cái sự là kết hợp giữa cái, cái 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 cái, nguồn điện và cái cái cơ cơ cơ, cơ cấu cấp dây này thì bây giờ họ mới nói họ mới lấy cái ví dụ chỗ cái 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 hàng mic với hàng mát là cái mình hay gặp nhiều nhất và mình thấy rõ được cái đặc tính này nhiều nhất á thì bây giờ người ta hai đặc tính người ta người ta có hai hai cái hai cái CT hai cái sườn mami tức là hai cái hai cái nấm hai cái nấm 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 cái cái nút để mình mình đặt đặt điều chỉnh là điều chỉnh về cường độ dòng điện và điều chỉnh về cái điện áp của hồ quang điện áp của hồ quang thì họ mới có cái hình như này cái phía bên này á cái phía bên này á là điều chỉnh cái nút bên này là điều chỉnh cường độ dòng điện Bên này là điều chỉnh điện áp. Thì họ nói là cái điều chỉnh mà cường độ dòng điện á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cái tốc độ cấp dây. Điều chỉnh cường độ dòng điện bên này á thì nó sẽ ảnh hưởng tới 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 tới, tới tốc độ cấp dây. Tức là nếu mà điện mà điện nó nhiều á thì nó tiêu nhanh hơn, nó tiêu nhanh hơn thì cấp dây nhanh hơn. Nó như vậy thôi. Còn mà điện áp á điện áp á thì là nó sẽ tê cái cái giá trị là giá trị V này, biến áp thì nó sẽ tê giá trị V này, thì nó sẽ ảnh hưởng qua cái tầng chỗ này chỗ này đợi chút này, mắt, tiếng nói, tiếng gì đó sẽ tê, waya suki một nhưng nó khai thành số lượng, cái cường độ dòng điện á thì là mình sẽ điều chỉnh được cái tốc độ cấp dây của cái cái motor à, là nó sẽ ảnh hưởng tới cái lượng cái lượng 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 mình ghi ra đây nha cho dễ hình dung nha thì mình có là cường độ dòng điện sự đến điều thì nó sẽ ảnh hưởng tới cây. tới cái số kiểu điều đúng không? số kiểu điều tức là cái lượng cái lượng cấp dây còn cái còn cái điện áp á thì thì nó điều chỉnh cái cái cái, cái cái điện áp điều chỉnh điều chỉnh là điều chỉnh V V0 V1 V2 này. Sau đó sẽ tiêu áp từ... cường trang kia này sẽ đến sẽ đến điều chỉ... Ủa, chỗ này xong xong có hiểu không? À thì cái cái chỗ mà điện áp này á cái chỗ điện cái chỗ điện 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 điện, điện áp này ấy, khi mình điều chỉnh từ v v không này v v là đường này, này v không v một v 2 này ấy, thì qua cái đặc tính liên quan của 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 hồ á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là mình điều chỉnh luôn cái cường độ dòng điện này đúng không ta đúng rồi Cái này mình có thể hiểu là cả hai cái nó đều ảnh hưởng tới cái tốc độ cấp dây luôn. Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tức đúng là một bệnh bê... á. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Tức là câu mỗi giá trị điện áp và một giá trị dòng điện thì nó sẽ cho một cái tốc độ cấp dây không đổi. Đúng không? Ở bên ở bên cái chữ nó có chữ quay ra cái chữ cấp dây. Cái này là chữ 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 này mình đang hiểu là cái 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 tốc độ này tốc độ không đổi đúng không? ví dụ như cái tóc rồi nữa mình hiểu như thế không biết có đúng không đợi mình chút nha đợi mình chút nha cái chỗ này cái chỗ này hiểu rồi mình sao đọc kì kỳ nữa à cái đèn riu đèn riu sệt từ mami này là bây giờ đèn riu bên này này nha density là bên đây này mình điều chỉnh đèn này á thì khi cái này là cái điều chỉnh tốc độ cấp dây dưới đèn này là cái này điều chỉnh tốc độ cấp dây vô này tốc độ cấp dây còn mà cái đen áp từ á, là cái điện áp bên này á, là là điều chỉnh cái 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 V này điều chỉnh cái, 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 cái mức độ V này ở đâu nằm vị trí nào thì à tức là mình có cấp dây rồi mình có cấp dây rồi và và qua cái mối liên hệ chỗ điện áp này á, cho nên khi mà mình điều chỉnh mình chỉnh điều chỉnh cái điện áp này nó 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 ảnh hưởng qua tới cái đèn riêu bên đây mình đang hiểu là cái 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 tốc độ cấp dây này nó nó điều chỉnh chỉnh gián tiếp chứ nó không điều chỉnh nó không có cái nút nào để bạn cho cái về được đấy tức là điều chỉnh gián tiếp thông qua hai cái nút bạn này này thì nó sẽ ra một cái tốc độ cấp dây ấy. Ừ. Ừ, cũng đúng cũng đúng đúng rồi đó. cái chỗ cân ừ tức là mình sẽ tức là điều chỉnh cả hai cái là vừa vừa cả cường độ dòng điện và vừa cả điện áp và và hai cái đó nó liên đới với nhau bởi cái, cái 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 chiều cao của hồ quang chỗ này nó gián tiếp nó ảnh hưởng tới cái 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 tốc độ cọc dài luôn đúng không? đó đó mình mình hiểu đúng không? đúng không kiểu như vậy đúng không? tức là tức là cái đường đặc tính này á cái đường đặc tính này nãy mình nói là cái đường này là cái đường đặc tính cái đường này đường đặc tính đặc tính ổn định ổn định điện áp Td trừ Td trừ c đúng không? thì bởi vì có cái đường đặc tính ổn định điện áp này cho nên khi mình điều chỉnh cả cái cái thằng mà điện áp với lại cường độ dòng điện á thì hai thằng đó nó lại liên đới với nhau nó liên quan với nhau qua cái thằng chiều cao hồ quang nó bị nó bị ổn định nó bị gọi là phụ thuộc với nhau ở chỗ cái chiều cao hồ quang đó cho nên cái chiều cao hồ quang đó nó mới thì cái chiều cao hồ quang là khoảng cách từ cái cái chỗ cái cái đầu dây cho tới cái cái kim loại của mình đúng không cho nên là cho nên là cái chiều cao hồ quang đó nó ổn định nó giữ cho nên là nó sẽ nó sẽ làm cho cái cái thằng thằng thằng, thằng cấp dây này, này nó sẽ điều chỉnh luôn tốc độ của cấp dây đó luôn. Ok ha. Thì thì cái câu tiếp theo á, cái chỗ này cũng ghi nè, là trong cái hàng mà hàng mát rồi với hàng mic á, thì là tốc độ cấp dây với lại là cấp độ tiêu thụ á, là nó nó giữ nó sẽ nó cân bằng hai hàng nó giao nó bằng nhau và nó làm cho cái 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 hồ quan của mình nó ổn định thì cái này là cái, cái 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 yếu tố quan trọng nhất trong cái chỗ hàng này. Đúng rồi đó. là mọi người ok không có có ý kiến gì không có, có cần có cần phải đi tới cái chỗ công thức này không chỗ công thức này thì chị thấy họ giải thích kỹ hơn cái đoạn mà vừa nãy mình nói miệng thôi thì tức là không dùng công thức tức là cái chỗ này ấy, thì em chỉ nắm cái cái, cái 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 nguyên lý thôi tức là ừ. nguyên lý là bây giờ thực ra là cái à, mình có cái đầu mỗi hàng khoảng cách từ đầu mỏ hàng tới cái cái chỗ hàng của mình á là là một cái cái đại lượng nhưng mà cái đại lượng nó sẽ luôn ổn định nó sẽ luôn nó sẽ luôn nó sẽ luôn có trạng thái là nó giữ nó giữ cái cao độ này nó luôn có trạng thái nó giữ cái cao độ này nó giữ cái chiều cao hồ quang này bởi vì lý do là gì là cái cái thằng này nó ổn định lỡ mình kéo nó lên quá lỡ lý do gì đó vì vì tác động vật lý hay cái gì đó mình, mình mỏi tay mình giật cái này cái này lên cái thì nó có khuynh hướng đó, nó sẽ điều chỉnh theo cái đặc tính này bởi vì bởi vì cái đặc tính nó ràng buộc cho nên nó nó cấp dài ngược lại để nó bù nó bù để để nó giữ cái việc này cái giữ cái này là cái cái bonto này họ nói này cái việc mà giữ cái 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 áp cửa ổn định là cái bòn lớn nhất thì đó là cái chỗ này thôi nếu mà hồ quang mà nó nó cao lên thì tôi cấp dây nhanh hơn để cho nó bù về cái cũ còn cái hồ quang mà nó ngắn đi á thì tôi tôi cấp dây ít lại để cho nó tiêu thụ bớt lại để lúc nào nó cũng giữ cái LA này được không vậy thì có đặt tốc cơ được không? dạ có ok nhé ok nha ok các okay. cái mình chấp nhận mình được chứng minh nha chứng minh cái này thì đau lắm <laughs> rồi thì đó là cái phần phần cái 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 liên quan giữa cấp dây với lại là là cái nguồn điện hàng đầu tiếp tiếp là tới cái cái lúc mà mình tiếp nhận cái 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 cái, cái 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 nguồn điện này, cái cách mình tiếp nhận nó, thì cái này có cái này có cái công thức thôi, thì mọi mọi người mọi người học luôn cái này luôn này nhớ nghĩ là chắc là trong cái 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 đề thi nó sẽ, nó sẽ ra đó, tức là họ nói là cái máy hàng của mình á gì gì đi nữa thì mình không có không có gọi là hàng liên tục trong một thời gian dài được và nó có cái cái quy định của nó, thì họ nói là cứ 10 phút á 10分間連続負荷周期に置いて低確率連流負荷した時間と前段同比を取り出す thì nó có cái nó có cái 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 tỷ suất sử dụng quy định của nó thì cái tỷ suất này á cái tỷ suất quy định này á nó được tính hả nó được tính bằng cái cái phần trăm giữa cái thời gian mà cái thời gian mà mình mình nói chung là cái cái thời gian mà mình dùng điện lên trên cái trên cái năng suất mà quy định ban đầu của nó ha đọc cái này đọc cái cái chỗ mà cái chỗ mà công thức này thì mình cần nhớ công thức này không mình nhớ được thì cái cái hiệu suất sử dụng cho phép hả cái hiệu suất sử dụng cho phép thì nó sẽ bằng là cái cái là cái Ừ, uhm, giống như là người ta quy định đúng không? à và cái là cái là cái hiệu suất á cái hiệu suất mà ghi cái gọi là cái 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 công năng của cái máy này cái uhm. cái mà cái mắt cái cái tối đa mà nó có thể nó có thể nó có thể chạy được á uhm. định mức gì uhm. ừ. cái ừ. định mức đâu ừ. rồi định mức, uhm. rồi, định rồi, mức rồi, rồi định mức đó, định mức đó, từ chính ừ. xác đó à. thì cái định mức chia cho cái 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 cái, cái cường độ dòng điện mà mình mình sử dụng nhân với lại là à cái này là cái hiệu suất định mức hả cái suất cái suất sử dụng định mức uhm. hiệu suất sử dụng cho phép nó bằng là eh, cái cường độ dòng điện định mức chia cho cường độ dòng điện sử dụng bình phương lên nhân cho với lại là cái hiệu suất định mức này ừ. đúng chưa họ đọc ví dụ dễ hiểu nè bây giờ mình có cường độ dòng điện định mức á là 350 trăm năm và cái 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 suất mà cái cái cái, cái tỷ suất mà sử dụng định mức á hiệu suất sử dụng định mức là 60% mươi phần trăm thôi rứa thì rồi thì khi mà mình dùng cường độ dòng điện 30 300A thì mình được phép sử dụng trong bao lâu? Thì ừ. theo công thức này thì mình làm như vậy là đây, cái 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 cái, cái lượng cho phép nó sẽ bằng là 350 này, 350 là TKC này nè. Yeah. Chia cho cái cường độ điện sử dụng là 300 ở đây nhân với cái định số định mức đây là 60% đây là 82%. Thì cái 82% này á là trên cho cái cái 10 phút này. Ừ. Yeah. Cho nên là dẫn đến là trong trường hợp này á, thì họ nói là, là cứ 8 phút mình chạy mình chạy máy á, thì là 2 phút mình phải nghỉ. 80% sử dụng. Còn cái phần còn lại là trên cái trên cái trên cái 10 phút này. Đúng không? Này mọi người ok không? Ok. Rồi. Hỏi, mọi người cho mình hỏi cái chỗ này cái chỗ mà cái uh, điện để cái suất uh, suất sử dụng định mức này, này là là nó quy định ở trên máy luôn đúng không? quy định trên máy dán luôn, định trên máy. dán trên máy luôn đúng không? còn đúng cái rồi. còn cái này còn cái dòng ở cái trong cái chỗ bình phương ấy là là là, là 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 do cái người người thợ người ta đưa vào cái này này, cái cái cụm này này, cái cái dòng này này là là máy quy định, cái này là máy quy định, còn hai cái này là cái biến thiên theo nếu như Cũng... mà đây đây cái cái cái, anh đọc đọc cái cái, 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 cái ví dụ tiếp theo anh sẽ hiểu nè à, uh, ví dụ bây giờ người ta không quan tâm tới cái, cái cái cái, sử dụng này luôn người ta sử dụng liên tục luôn người ta sử dụng liên tục luôn người ta không quan tâm cái số 10 phút này luôn thì họ nói là sao uh, cái CEO trừ này là 100%, nếu họ cho cái kêu CEO trừ này một trăm phần này với cái máy mà có địa định mức là 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 năm trăm và tỷ suất định mức là 60% mươi phần trăm tức là nghĩa là tôi chạy full luôn á tôi chạy full cái con số này luôn này cái số cái số trăm này chạy full luôn và chạy đúng 10 phút luôn không 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 nghỉ luôn với cái máy có định mức một năm với lại sáu mươi trăm thì họ tính ra cái cường độ dòng điện chạy được ở đây á, là là ba trăm tám mươi bảy nhỉ có hai cái định mức là không được thay đổi nè, cái ở cái định mức là nó là đi theo máy còn cái mà sử dụng là là, do do cái thằng thằng điều khiển máy nó nó đưa vào đúng rồi đúng rồi đúng rồi ok thì thì đó thì thì tiếp tức là như, như vậy nè hai thằng này là thằng không đổi thì nếu như mà cái dăm ba cái cường độ dòng điện này á cái máy này nó quy định như vậy thì nếu mà anh dùng anh dùng điện dưới dưới này, dưới con số này á thì anh dùng mắc ga luôn dùng bao nhiêu được hết anh chạy anh không mà nghỉ luôn nè, đó này. nè thì khi thì khi này á, cái cường độ mà, mà mắt của hắn á là 787 ampe này, thì nếu mà mình dùng điện dưới 787 ampe này á, thì để cho di càng đây giúp cửa các tấm mô này, ờ. À. còn nếu như mà mình vượt quá con số này đây, mình vượt quá con số 387 này là sẽ nó quay lại câu chuyện chỗ này, nó sẽ quay lại câu chuyện chỗ chỗ, chỗ này, là khi đó cái 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 cái, cái hạn định mức này sẽ nó hiện ra con số nó không còn là 100% nữa, khi nó không còn là 100% này thì mình lại so sánh với thằng này, là trong 10 phút ví dụ như thằng này 90%, thì trong trong 9 phút một phút phải nghỉ kiểu như vậy. Ok nha. Y về tính ra à. Là nếu mà sử dụng dòng điện mà quá mức để mà có thể sử dụng liên tục á, thì là mấy người thợ họ hàn ấy, cái họ phải vừa nhìn thời gian họ vừa hàn luôn. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Có lại hàn á là chị chị phải nhớ là hàn nó còn một một yếu tố nữa, mình phải để ý nữa. Biết gì không? Ngoài cái máy hàn ta ừ. còn một cái nữa nó là bus canon đồ ừ. là mình phải kiểm tra cái 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 nhiệt giữa giữa hai lớp hàng nữa mình không thể để cho cái 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 nhiệt nó quá nóng được cho nên họ hàng ừ. xong một lượt phải đợi cho nó nguội đã không có hàng tiếp được ừ. cho nên cái việc mà một thằng một người thợ hàng mà cầm mà hàn quốc liên tục 10 phút thì 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 em nghĩ không có ừ. Ừ. Máy thì chắc là có khả năng Nếu mà mình thiết lập nó thì mình sẽ để cho ừ. nó hàn liên tục được ha Còn người thì... ra Nói về vật lý thì họ cũng sẽ mỏi tay mà với lại là với lại là à với lại cái này cái này là mình đang nói trong những hợp đồng thợ hàng này. còn robot ừ. thì lại khác nữa nó là câu chuyện robot khác robot cái này thì phải liên tục được mà à, à, robot ừ. thì sẽ liên tục thì khi đó thì, ừ. khi đó thì khi đó thì khi đó robot đó, họ sẽ dùng cái cái cường độ dòng điện khác ừ. thấp hơn cái mức này ừ. cái ok cái này mình nghĩ mình nghĩ vậy nha ừ mình nghĩ vậy nha có hợp lý mà <cười> <cười> ok nha tới tới đây là hết cái chương chương một chấm ba rồi thì mọi người tham gia có ai hay thắc mắc hay có muốn hỏi ý kiến gì không comment gì không có khó hiểu chỗ nào không hay là hay là muốn muốn, muốn biết thêm chỗ nào ok rồi mình đi tiếp rồi à, ok rồi thì uh, cái đó là cái chương 1.3 thì qua chương 1.4 á thì bây giờ hiện tại mình chia thành uh, năm đầu một sách này cũng chia theo năm đầu một là cái cái loại hàng cái một đầu tiên á, là cái loại hàng mà cái điện cực của nó nó không tan nó không có tiêu và hàng 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 hàng, hàng sidero gas đó là hàng 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 hồ quang nhưng mà mình có cái, cái 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 dùng cái từ dùng cái từ việt nam thì không biết dùng cái từ gì nhưng mà nó có khí bọc bên ngoài nó chai trắng bên ngoài và cái điện cực mà nó không tan còn à, tiếp theo á là cũng cũng loại hàng đó nhưng mà cái 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 điện cực của mình nó nó tan đi nó chảy đi thứ ba là cái loại hàng Phước cường là hàng hàng mình gọi là hàng que hàng 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 tay hàng, hàng, hàng. À, tiếp là hàng sáp bumeriak với lại là những cái loại hàng khác thì cái này á à, sao nhỉ? trong cái sách cũ á thì họ phân loại khá là nhiều họ phân họ chia ra khá là nhiều cái cái, cái mục đọc khá, là đủ nhưng mà trong sách mới này họ phân loại về như thế này nó dễ thì ý em nói ở đây á, ý mình nói ở đây á, là cái chỗ này á, mấy cái hàng này nè thì nó gần hơn với cái ngành cái ngành cái ngành cái ngành hàng cái, cái ngành mình đang làm ngành tài của sư mình đang làm nhưng mà mọi người nhớ là cái 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 bài cái 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 tài liệu mình đang học này á, là nó nó rộng lắm nha nó bao nó bao luôn cho cả toàn bộ là ngành hàng luôn là kể cả hàng ô tô hàng cơ khí hàng bo mạch rồi hàng tất tần tật hàng nhôm hàng thiết hàng đang đặt trong cái hàng này luôn còn cái phần cái phạm vi mình mình khi mình tiếp cận ở đây á, thì thì trước giờ á, là mình 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 khi mình xem cái này mình chỉ nắm những cái gọi là trong cái lĩnh vực của mình thôi trong lĩnh vực mà tài cổ sự của mình thôi thì trong cái này thì có cái phần cái hàng tích gừ hàng tích gừ á, thì thì có vẻ nó không nó không liên quan lắm hàng tích gừ thì hàng bên bên bên, bên nhôm với lại bên, bên, bên bên mấy cái đồ mà đồ đồ bên đồng đồ á thì là hàng tích gừ còn mà cái mục đây nè và mình tiếp xúc khá là nhiều Brasma thì chưa gặp nhưng mà hình như có có nghe hàng mắt hàng biết là hay gặp này hay gặp nhất này Elixira này rồi khi này. này hàng đính này hàng đính này hay dùng này đính rồi rồi. đồ là dùng để dùng để trong trường hợp mà mình cần cái 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 bi đồ nó 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 nó, nó lớn hàng Sapumaji ha thì cái đoạn sau là hàng uh, à, Akku là cái này lúc mình mình đóng mình đóng stop đồ rồi mình sử dụng cái loại hàng này thì 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 trong cái cái tài liệu mới học phân loại thành như vậy thì bây giờ mình đi vô cái đầu tiên nha đầu tiên như cái đầu tiên là cái chỗ hàng cũng là hàng hồ quang nhớ mọi người đây này là hàng hồ quang ác từ nha có nhiều cái hàng lắm, cái cái, cái mấy trường đầu giống mọi người có học rồi nhưng mà đầu tiên là ác từ là hàng hồ quang trước thì hàng hồ quang mà với cái điện cực không tiêu thì họ có cái tiết gười này <laughs> à, về tích cực vô sinh thì sao nhỉ cái này cũng không cần đọc nó để, để mình giải thích cái này thôi thì cái hình tích cực vô sinh nó như vậy à, thì cái này không biết là cái 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 cái, cái chương đầu thì mọi người có có tiếp nhận cái học chưa cho nên là mình 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 mình, Chứ đó <laughs> mình giải thích lại một chút nha là về cơ bản cái cách hàng á cái 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 nguyên lý của cái hồ quang với cái hàng á là nó nằm ở cái 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 hình khi nãy nguyên lý của hàng hồ quang là nó nằm ở cái hình này nguyên lý của hàng hồ quang là cái hình này tức là mình cho hai cái điện cực này nó tiếp xúc với nhau sau đó mình cho cường độ dòng điện đi qua nó khi mình phóng mình phóng mình cho mình cho một cái điện áp mình cho một cái điện áp thì cường độ điện nó, nó chạy qua thì khi nó chạy qua xong rồi bắt đầu mình mới tách nó ra mình tách nó ra thì chỗ này nó sinh ra hiện tượng đổ mạch hiện tượng đổ mạch chỗ này lúc nó sinh ra cái hồ quang thì cái hồ quang này có lượng nhiệt rất là lớn lượng nhiệt lớn bắt đầu nó đốt nhóm cái vùng này nó đốt nóng cái vùng này nó sinh ra nó có nó hai cái đầu điện cực này thì bây giờ khi đó một người tấm tận dụng cái hồ quang này để người ta người ta hàng luôn thì bây giờ có hai loại thì cái hai cái điện cực này là cái gì thì cái đầu bên này nó sẽ là nó sẽ là cái cái kim loại chủ là cái vật cái mặt mà mình muốn hàng còn cái đầu bên này nó sẽ là nó sẽ là cái mỏ hàng đó là cái 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 đầu đầu điện cực đầu điện cực kia, cái mỏ hàng bên kia thì bây giờ cái đầu điện cực này bây giờ nó mới chia làm là hai 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 hai, hai cái 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 đường phái một là cái này nó tan ra nó tan ra nó tan ra nó chạy xuống còn hai là cái này không tan nó đóng vai trò điện cực thôi tới đâu ok không tới đây mọi người ok không Ok ok à, <laughs> như vậy nha nhớ nhớ như vậy nha thì cái 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 hàng tích gửi của mình bây giờ là mình sẽ đi vô trong cái trường hợp là bên này là kim loại hàng của mình mình muốn hàng và cái đầu bên này là cái đầu nó không tan thì quay lại cái tích gửi cái tích gửi đây à, ngủ về, ở đây ở kia đây thì thì hàng tích á tức là mình cũng có một cái một cái của cái kiện được điện cực hàng này thì cái tăng gừ stand này á, cái tăng stand này là mọi người nhớ là nó là một cái kim loại nếu như nó rất là cứng nó làm nó chỉ đóng vai trò điện cực thôi thì điện cực đầu này và cái kim loại chủ của mình nó là hai cái hai cái chỗ mà nãy em nó nói nó sẽ là hai cái điện cực đó mình phóng dòng điện qua đây yeah. thì chỗ này sẽ là cái hồ quang này thì thì khi phóng dòng điện qua đây á thì nó sinh là cái hồ quang này và và khi đó cái 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 vô dài ấy, cái kim loại hàng lúc này ấy, nó là nó sẽ là cái gì nó sẽ là một cái một cái que một cái que một cái que, một cái que gọi là cái que đính kèm một cái que bên cạnh nó que như vậy này. còn cái que chỗ này chỗ, này ok không chỗ này ok không okay. tức là khi khi cái khi cái cái, cái 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 hồ quang ở đây nó sinh ra nó sinh ra cái lượng nhiệt ở đây nó đốt nóng cái kim loại hàng này và và nó đốt nóng luôn cái 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 kim loại chủ của mình luôn cái nó nó quyện hai thằng này với nhau nó thành là cái vô này cái vô yêu là cái thời điểm mà lúc mà nó 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 gì đó. nó nó, 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 nó tan chảy nó tan chảy ra xong bắt đầu nó khi nó nguội lại thì nó nó cấu thành lên cái đường hàng của mình ừ. rồi cái vô này á khi mà khi mà nó nó tan chảy ra như vậy ấy, nó ở trạng thái thể lỏng nó trạng thái thể lỏng như vậy á thì nó sẽ dễ bị nó sẽ dễ bị mấy cái mấy cái yếu tố bên ngoài nó tác động vào ví dụ như không khí hay là nitơ hay là hơi nước này, nó bay ngồi vào thì họ cần một cái là gì phải tách biệt cái 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 vũng hàng này nè cái kim độ hàng này với với bên ngoài ra thì họ dùng cái thứ gọi là cyrođôgasơ tức là trong cái trong cái kim độ hàng trong cái quay hàng này, này khi mà người ta vừa chạy cái 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 người ta vừa vừa đốt cái hồ quang người ta vừa vừa cho cái khí cyro này cái khí cái khí mà khí khí bao bọc vào nó chạy ra luôn nó phủ lên trên cái cái mẫu hàng đó mà nó che nó nó tách biệt cái 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 nó không cho phản ứng hóa học xảy ra giữa cái 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 cái, cái tính chất bên ngoài và cái mẫu hàng này nha yeah. khi thằng này nó ngủ đi nó nó cấu nó thành cái cái video thì hàng tiết cường là như vậy đây đây là cái máy hàng của mình 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 cấp hàng cái đầu một uh, uh, cái này ngược lại ta cái đầu dương á cái đầu dương á thì nó cắm vô trong cái cái bộ dài còn cái đầu âm á, thì nó cấm như cái tốt chi tốt chi là cái cái, cái mũi hàng của mình á xong rồi nó kết hợp với lại là cái cái dây cái dây cấp dây cấp, cấp si đồ, đồ gas sư là cái, cái 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 khí mà khí 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 trắng khí bọc bọc thì nó đi theo dây nó vào đây nó hàng luôn chỉ có cái có cái có cái mà nó mình nói mình muốn nói là cái chỗ này cái tiết nó khác á, là cái thằng cái thằng mà kim loại hàng á, nó tách biệt so với lại cái cái đầu bên kia nó được nó được thêm bên ngoài dẫn đến á đây cái hình này cái hình này chính là cái nhược điểm của hàng tiết gừa đây tức là điện cực thì riêng nhưng mà kim lọ hàng cũng riêng luôn giả đến người hàng là người ta hàng hai tay luôn ừ. một tay cầm mẫu hàng một tay cầm cái kim loại hàng để cho hàng nó đi với nhau là chạy cùng lúc thì dẫn đến cái cái tính chất cái 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 chất lượng của mẫu hàng này nó phụ thuộc rất là nhiều vào trong cái cái, cái, cái tay nghề của cái 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 người người người, người hàng này <laughs> vậy nha Đó là tích gừ vô xích thường nha còn cái đoạn sau này nó có mấy cái như là ba rư sừ tích gừ này với lại là cái cái chỗ mà cô điêu tích gừ này thì nó là biến thể của ngày thôi thì 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 đi vô sâu thì như này mình không đi sâu nên là mọi người nắm cái nguyên lý của cái tích gừ như vậy là được không nha là mình nắm tới đó thôi à ha Thế mình hỏi chút là cái uh, tăng sen sen này tăng sen này là ừ. có phải là cái phun vuông gram đúng rồi đúng rồi mình mình nhớ không nhầm thì cái đấy là vuông gram là nó đúng rồi đúng rồi đúng mình, rồi đúng rồi thì tao bóng đèn này. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Cái cái nó là kim loại mà 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 khó nóng chảy. tức là ý là đó là chung cho tất cả các loại kim loại là khó nóng chảy hay là chỉ có bon không Nó là nó là chung, bon nó là một loại nè, thì mình họ dùng họ dùng cái từ nè. Họ dùng cái từ là coyu tankenzu cường, tức là những cái kim loại mà có độ nóng chảy rất là cao, điểm nóng chảy rất là cao, giống như là giống như là tăng gừ nè hoặc là tăng gừ sten gô kinh là hợp kim hợp tim tăng gừ tăng gừ sten hoặc là hợp kim tăng gừ sten là dùng cái này làm cái điện cực là không 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 tan không tiêu tăng gừ sten nha mình tra tăng gừ sten là cái gì nha không sten. phải tăng gừ sten là một loại còn wolfram là một loại wolfram nghe rất là nhiều Wolfram đối chờ Wolfram này đúng rồi tăng được stem ờ oh, mà một tạo là à, cùng một thứ à ừ. Oh. tăng được stem mà tạo qua vốn vừa hai cái là một hai cái đó là một ừ. Uh... thì thì yeah. thì họ nói họ có ghi đây là hoặc là hoặc là vốn vừa hoặc là hợp kim vốn vừa tức là những cái nào mà nó nó có độ 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 độ, độ nóng chảy của nó ở nhiệt độ cao á uh... thì họ dùng là cái đó Chị nghĩ họ dùng uh, có thể đấy nhá là à. vì uh, thứ nhất là nó vừa là kim loại mà có độ nóng chảy cao và thứ hai là nó giá cả hợp lý nhất nữa ừ, đúng rồi đúng rồi ừ, dễ bởi, vì, bởi vì nó nóng nó nóng chảy cao cho nên nó mới làm cái việc là nó mới làm cái điện cực của cái hồ quang được chứ không mà nó cũng tiêu luôn rồi ừ. nó tiêu luôn nó thành nó thành tập chất nó vô cái món hàng của mình nếu ừ. mà nó tiêu nó chảy ở đây luôn á nó chạy ở đây luôn rồi nó là cái kim loại chỗ này với kim loại chỗ này với cái thép nó thành ba này thành ba cái thứ nhau là, là hợp là thành cái chỗ này nó thành nó không như cái mình mong muốn, muốn nữa à thì chỗ này Nói có cái, cái à chỗ này nó có cái này mọi người mọi người mọi người nhớ luôn cái này trong dễ ha trong dễ trong dễ dễ mượn tượng hàng tiết á là mình dùng để hàng thép 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 carbon này TGO là thép hợp kim thấp này hàng stainless là inox hả niken đồng adumi ha yeah. titan magnesium 10 là gì không biết nhưng mà nói chung là nói chung là mấy cái mấy cái thẻ này tích gửa, sử dụng mấy cái thẻ này với ừ. lại là tích á hàng tích nó rất là đẹp tích đẹp lắm mọi người nhìn cái chữ nhìn cái tích gừa dễ sử hàng trên mấy cái xe đạp đó đúng không đúng rồi da nó... cá rồi đó rồi đó, đó này này cái đường ừ. hàng đẹp lắm nó như vậy này mày coi mọi mọi người coi cái lên youtube coi mấy cái clip mà hàng về sticker hàng, ở cái đường hàng đó, nó 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 đã lắm Mấy, à, mấy ông, mấy mấy ông xe thợ xe đạp uh, ở dưới quê uh, mà hồi xưa mà gặp mấy xe đạp của nhật nhập về uh, gặp mấy cái đường hàng này khoái lắm ừ. cơ <laughs> ở đó. việt nam chưa làm được cái này đúng rồi đó, đúng rồi đó <laughs> mọi người mọi người đang coi lên trên cái 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 này nè ha trên youtube nó có nhiều cái 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 cái, cái video về hàng đó. à với có một cái có một cái kênh mà mình sự sương mê luôn thì mình cũng hay coi nhưng mà kênh của anh quyền á phải <laughs> kênh của anh quyền này. này có kênh 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 của của bác này cái này là pro wedding florida nè ha thì thì cái anh này anh là thợ anh là thợ nhưng mà tay nghe rất là tốt mà lúc anh hàng anh, anh 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 làm mấy cái clip mà liên quan về về cái lúc anh hàng anh điều chỉnh cường độ dòng điện các kiểu đồ đó. thì khá là hay mọi người nếu mà có 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 kêu mì thì thì xem thêm được nha ok à. tôi dán lên trên uh, tin nhắn nhận này thì... thì cái này thuộc về thuộc về thuộc về tay nghề thuộc về về lúc mà mình hàng hàng bên, bên 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 kia cho nên là nó hơi nó hơi hơi khác biệt với cái mình học cho nên là có hứng thú thì xem ha à chúng ta hàng tiết Gường, tiết Gường là như vậy ok nha okay. rồi tiếp cho ờ. à, chị ý kiến sao, 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 một chút xíu à. cái uh, hôm bữa chị cũng bị nhầm ấy cái yu yu ike thì ra ừ. đọc là yu yu chi đây à yu hả? chi à. à ok nói chung là nói chung là cái bụng hàng đúng không cái chỗ mà ừ. cái chỗ mà kim loại hàng nó tan chảy ra nó 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 đang ở thể lỏng nó chưa có kia lại đúng không Ừ. À, ok, vô chi hả? Ờ, vô Ok, thank you chị rồi tiếp này nhớ nhớ nha còn cái cái chỗ mà Barusur với lại là cái cô Rio tiết cường này nó, nó là biến thể của nó thôi cho nên là mình mình không cần đi sâu đâu nha đi sâu thì mình muốn người muốn mà người muốn muốn thắc mắc thì thì mình sẽ tìm hiểu thêm ya. sẽ liên lạc bằng bản ok rồi cái chỗ mà tiếp theo á là hàng plasma thì plasma này á họ cũng nói là chim plasma này nó cũng tương tự nó cũng tương tự như hàng tiết cường đây trong cái cấu thành của cái hàng tiết gự á thì nó là có cái cái điện cực hàng ở trong này, cái cái khí 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 bao bọc, khí bao bọc nó tách bên ngoài và cái hồ quang như vậy nha. Yeah. Còn trong cái cái thằng hàng plasma này á thì nó lại cái nozzle này nó lại chia làm hai lớp nữa. thì chỗ này nó chỉ nó nó, nó, nó mọi người hình dung là nó, nó điều chỉnh cái 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 hồ quang này nè nó điều chỉnh hồ quang này. Bây giờ hồ quang nó có cái hình cái chung đúng không? trước mình học là nó có hình là br br katachi đúng không đúng không br đúng không đây nó có hình br ừ. thì như plasma này nó cũng tương tự và nó có một cái cơ cấu để nó cho nó nó, nó biến cái 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 br này thành một cái hình mà nó nó gọi là hình là hình gì hình uh, kusabi hả đó là. Ừ. đây kusabi kusabi tức là nó nó làm cho cái cái hồ quang này nó nó tập trung hơn nó tập trung hơn và nó 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 focus lại nó chỉ nó chỉ bó gọn lại một chỗ thôi thì dẫn đến nó sẽ có cái đường hàng rồi chứ hà ba gase maku này phu cai tổ kê kê xe này tức là người ta sẽ có đường hàng nó nó rộng hơn nó 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 sâu và nó nó nó, đậm hơn thôi hả <laughs> Hả? không em cứ giải tiếp đi <cười> <cười> em dùng từ là hơi tức là tức là tôi tôi cái cô mi lại là Tokekomi cái cô mi cái gì đó cái cái hôm bữa là giới phó cái từ cái lúc mà kia đó cái đoạn mà học cái yuta kiko này cái không có đúng không? Ừ rồi thì plasma thì cơ bản mình như vậy nha ok chỗ này mọi người ok không mọi người có thắc mắc gì chỗ này không? Ok ngay tôi mình hỏi cái chỗ mà cái cái mũi tên mà chấm 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 này ở cái bên plasma là cái gì đi vào nhỉ? cái này hả cái chỗ này hả cái bên trong đúng không đúng ừ, bên trong cái mũi tên trong chụp chấm đấy cái cái trọng này nó phải là nó nó, nó 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 cái vật liệu ví dụ như là cái vật liệu để nó bù bù lên đúng không để 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 tạo thành nó nóng chảy nó đưa xuống ấy nhỉ cái 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 chỗ này hả à. Rồi, à, để em coi nè, hình như là như vậy mà để em coi em xác nhận lại chút nha như bên Hàn Tích thì mình nãy mình nói là nó có họ bù cái, cái cái bằng cái vật liệu cái cái cái, cái que đưa vào nữa một cái que à... Nhưng bên này bên này mình à... nghĩ là chắc có que đấy rồi, rồi, À, hiểu hiểu ý anh rồi giải chút giải chút giải chút để nên có không nhỉ cái này nó lại không bàn đấy, cái chỗ đó đúng không cái kim loại hàng đó gì nữa đúng rồi đúng rồi cái vô cái vô cà dai đúng rồi đúng rồi đúng rồi thằng này nó không tan không phải đâu anh ạ nó là cái uh, plasma ga sử plasma ga sử còn bên kia bỏ bên kia là ga sử thì sirido ba ga sử với lại plasma ga sử cái gassu, cái đó, nó khác nhau. đằng trong là plasma ga sử còn đằng ngoài là sirido ba ga sử à cái plasma ga sử là cái gì đó nó là cái gì luôn này? Cái kiểu là Được. plasma ác của hạt sê sẽ làm cho nó plasma gas. Ừ. cái 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 trường hợp này nó không nói về cái yoga đúng không nó không nói về cái 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 cái, 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 cái kia nội hài bên kia đúng không đúng là bạn nó đúng nó trong trong này có ghi này đúng rồi đó nó ghi này này là plasma ác cử hạt cesar terminus sado gas sử plasma gas sử tức là có hai lớp, có hai lớp có mà plasma gas sử xong rồi còn cái là mình đang hiểu là nó ở cái dạng khí nó giống như là khí chúng ta là trạng thái plasma ấy, là cái dạng như có vật liệu đấy mà nó ở cái trạng thái cái kiểu là khí không phải là vật liệu đó đâu. bạn ơi. Ở đây nó ghi hẳn là khí argon luôn nhé. Quyền em Không cái argon là mà. cái argon là cái bên ngoài nó, cái vòng bên ngoài là argon là cái khí trà che chắn để bảo vệ là cái khác, cái còn cái là cái cái mũi tên là bên trong plasma flat, gas sử ấy. Không ở phía ở trên. trên ấy. Cái gas sử là mình đang biểu là dạng khí. Quyền em, Được, em 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 đúng, kéo đúng, cái dòng ấy đi. Ipani. á. Tại đúng không? Tức là tức là ipani ni plus ng phát ra tức là Niva argon. À. À. này là argon O. Đó đó ra là, là là cái vế đầu tiên á, nó là nói về cái là cái mà để uh, HC uh, cái khí uh, plasma prasma ừ. thì người ta sử dụng argon cho cái đô sa gas xử nhé. Cái này để sau đó ấy là khí bảo vệ nó lại cũng là argon và à, hoặc dùng là lớp luôn. cộng H2. À. Ừ, nó dùng nó dùng hai hai thì dùng cho hai chức năng luôn tức là ừ. nó dùng argon cho cái việc là cấu thành nên cái khí plasma ừ. và nó dùng argon hoặc là argon cộng hydro để để bao bọc cái cái, cái, cái cái kim loại đó ừ. hỏi là vì luôn. sao mà dùng argon để có thể uh, làm ra cái plasma argon thì 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 thì, thì... À. bản thân uh, mình cũng chưa hiểu nhưng mà đó, họ nói là dùng argon cho cả hai cái 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 tác dụng đấy nhá. Rồi, thì cái chỗ mà plasma gas thử nha. Cái chỗ mà plasma gas thử nó thành bài tập về nhà nghe. Ok. Để em coi thì em tìm tìm hiểu thêm plasma Huckle. Plasma plasma gas thử chứ không phải plasma atk. Plasma gas thử khí plasma ừ. người ta dùng okay, dạ? plasma gas để tạo ra plasma, plasma. Ác à. ừ. đúng rồi ok nha ta là ta mọi người có ý kiến gì không nhớ ok này nghe. À, ok ok rồi tiếp thì em đi mình đi tiếp qua cái phần tiếp theo là hàng hàng mà trong trường hợp là cái điện cực mà nó tan luôn và và cũng là gas sự đồ ác cường tức là cũng bao bọc bao bọc cái 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 mẫu hàng mình bằng khí ga bên ngoài nha thì chỗ này á nó có hai cái là hàng mix và hàng mát thực ra hàng mix với hàng mát mát gừ ấy, với là hàng mix gừ ấy, thì nó khác nhau cái cái chỗ mà họ dùng cái khí ấy. cái khí cái khí gas sự này nè gas sự này tức là bao bọc gas là khí thì cái khí bên mắt gừ với mix gừ nó khác nhau thôi còn về cơ bản nó như nhau còn cơ bản là cái 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 đặc thù đặc thù đặc tính nó là như nhau thì cái này á là nó nằm trong cái chỗ hồi nãy cái lúc mà mình 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 giới thiệu giới thiệu giải thích về cái chỗ ba cái đặc tính hàng kia cái chỗ mà hàng hàng đặc tính mà ổn định điện áp à, à, là có sử dụng thằng này rồi thì họ dùng cái dây da cái 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 dây hàng á, là dây từ 0.8 cho tới 1.6 ly thì cái này nó như thế này cái nguyên cái nguyên lý nó như thế này đây nguyên lý nó như thế này thì đây là cái đầu hàng của mình cái 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 đầu cái mỏ hàng của mình thì cái mỏ hàng của mình lúc này á nó với lại là cái, cái 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 vật liệu chủ á nó nó thành hai cái điện cực cũng giống như câu chuyện lúc nãy đầu này đầu dương đầu này đầu âm dòng điện chạy qua đây dòng điện chạy qua đây cái bây giờ hai này chạm nhau quá cái kéo ra kéo ra cái nó sinh ra thì được đổ mạch đổ mạch cái nó hồ quang hồ cái nó đốt nóng đốt nóng cái nó chảy cái nó đốt luôn này cái nó đốt luôn cái kim loại hàng chỗ này cái 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 của cái của cái cái cái, cái dây hàng này nè nó đốt luôn kim loại hàng của chỗ này và nó đốt luôn cái bộ dây này luôn nó đốt luôn cái kim loại nóng này luôn hai cái đó nó kết hợp với nhau nó tạo thành cái 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 vô vô tekiico vô chi vừa nãy là cái bụng hàng vô đây rồi thì cái chỗ cái bụng hàng này cũng tương tự cái nguyên lý lúc nãy là từ trong cái mỏ hàng này từ cái No rơ này, này họ họ cho cái khí mà cái khí bao bọc cái khí silic đồ này nó đi từ trong cái quay giá đi ra mà nó bao bọc nó bao bọc cái chỗ này lại nó tách biệt cái cái hàng của mình sau với lại là cái môi trường bên ngoài để nó bảo vệ cái 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 lớp hàng đó thì khi xong thì nó cấu thành lại thì nó thành nó thành cái cái nguyên lý của cái 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 đường hàng chỗ này nó là như vậy thôi chỉ có cái là cái này nó khác với lại cái 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 tích cừ lúc nãy là thằng này nó nó sẽ bị đốt nó thằng thằng này sẽ bị đốt nó sẽ đốt liên tục cho nên cái dây sẽ bị ngắn liên tục chỗ này nó, nó là quay da này. người dũng là quay da nó sẽ có một cái dây hàng nó cấp từ cái đầu kia nó đẩy qua đẩy cái dây hàng này ra đốt ngắn 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 vừa ngắn vừa ngắn, 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 đốt đẩy, đẩy đẩy liên tục liên tục liên tục lúc nào hết hàng thôi vậy yeah. ha đây là hàng mít cười và hàng 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 mắt thì họ nói cái chỗ mít cười với mắt á là anh này có cao chỗ này mít cười hàng mít với hàng mắt á là nó phân biệt bởi cái cái khí cái khí cái khí, khí, siro nếu mà mình dùng mình dùng cái khí mà khí mà có có hoạt tính hả khí mà có có hoạt tính đó, tức là nó nó có nó có phản ứng với lại những cái khác đúng không nó gọi là khí hoạt tính là như vậy đúng không này cô on đồ ca cư này tức là những cái tính mà nó có phản ứng hóa học khi mà ở nhiệt độ cao đó, ví dụ như là co2 argon cộng -co co2 hay là hỗn hợp cái này thì nó gọi là hàng hàng mát à, còn mà còn mà dùng khí ạt không thôi á những cái những cái những cái những cái cái khí mà gọi là không có không có hoạt tính này á thì nó gọi là hàng mít nó đơn giản như vậy thôi còn cái đoạn sau như là cái biến thể của nó nó nó, nó là như mình mình rối thôi mọi người nghĩ đơn giản hiểu đơn giản như vậy là được rồi còn thứ ba cái cái này cũng không có khó cái đọc như vậy là được ok nha thì trong cái hàng mít với hàng mát này á thì là đây à, chụp đen từ là cái 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 ổn định đặc tính ổn định ổn định điện áp mà mà cái 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 việc mà cấp dây với lại là cái tốc độ hàng với lại là cái đặc tính của nguồn điện đó, là từ đầu từ đầu 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 buổi bây giờ mình cũng có hướng dẫn cho mọi người rồi ha à, cái đặc tính cấp dây và cái, cái 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 chiều cao hậu quang này thì nó cũng được tự động nó cũng được được, được, được tính tự động luôn Đây, đây là cái sơ đồ cái sơ đồ của nó cái này thì nó nó ngược lại này cái đầu dương đó. cái này là cái mình hay nắm này cái đầu dương với đầu âm này thì mình không đỏ lắm này cái đầu dương đầu âm này thì là cái cái nào bên nào bên dương cái nào bên âm thì hồi nãy so với cái tích hồi nãy thì như nó, nó bị ngược lại tích hồi nãy đúng rồi tích hồi nãy là cái đầu dương này, nó là nó gắn lên cái bô sai còn cái, cái 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 hàng mic vân mắt này cái đầu dương này nó cấu nó đấu từ cái đầu dây của tốt chiêu cái đầu dương này còn cái đầu âm để vô cái vật chủ còn cái 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 khí nó sẽ đi theo cái cái cấp dây nó đi theo luôn cái cái hoài da nó đi theo luôn cái đầu tốt chi nó ra cái đầu này luôn thì thì mấy mấy, mấy mọi người mà <laughs> công ty mọi người có xưởng mọi người xuống nhìn mấy anh thợ anh làm trước cái đoạn trước khi mà anh hàng là cái mẫu hàng của anh hay bấm nó hay xì ra khí xì 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 là cái đầu dây nó nó, nó lòi ra một khúc đó thì đó là cái đó là cái này nó là hàng cái này rồi chỗ này mọi người có có ý kiến có hỏi gì không hay có thắc mắc gì không tại sao nó lại cái 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 hàn hàn tích nãy bên nãy với này cái hàn mắc này nó lại ngược cái cái, cái, cái chiều nguồn điện này cái <laughs> thì nó lại cái cái đó thì em không <laughs> biết cái đó thì không rõ tức là tức là cái 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 chỗ mà điện áp với lại là điện áp với lại cường độ dòng điện ấy. thì cái tích hồi nãy thì em không rõ nè. thì cái 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 mắt gừ này là cái lúc này em hiểu em mà nó hình dung nó như thế này à, điện áp của mình á là mình có điện áp từ điện áp điện áp dương về điện áp âm đúng không là điện áp cao về điện áp thấp như thế này thì điện áp cao như vậy nó sẽ đẩy luôn cái 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 cường độ dòng điện của mình cái 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 cường độ dòng điện nó đi nó đi theo luôn thì nó sẽ đi theo từ đầu này đi theo cái chiều cái chiều của điện áp mà đi theo cái chiều nào, nó đi qua đây luôn thì khi mà khi mà tôi cho anh một cái điện áp như vậy thì cực độ điện áp sẽ đi theo cái chiều này luôn thì khi nó đi theo cái chiều này nó đi theo cái 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 quầy ra đi qua cái hồ quang nó sinh ra cái 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 cái, cái, hồ quang đặc tính hồ quang như trước giờ mình 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 mình, vẫn học mình vẫn hiểu thì đó là cái mà trước giờ em hiểu còn cái tích gừ bên kia thì 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 vẫn không không mình dùng được chưa dùng được Ờ, cái tích gửi ấy mọi người quay trở lại trang 41 đó. Nó nó có giải thích kỹ một chút đấy Trang 41 là nói về Hình như là nó là cái phần mà mà pa được tích gửi gì đó uh -huh. thì uh, có đọc kỹ uh, hơn một chút đấy thì thấy là tích gửi thực ra ấy, nó có thể uh, thay đổi được nhé chọn được chiều của cái uh, cái 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 uh, cái đầu mũi hàn là cực âm hay cực dương hay là cả hai cực luôn đấy uh -huh. ừ. thì uh, khi mà mình chọn là cái đầu mũi hàn á, là cực âm á, thì nó có uh, uh, tác dụng uh, quyền em quay trở lại cái cái trang 41 một chút xíu cho mọi người cùng coi được không Cái hình này nó hút về ừ. Đó đó, ừ, ở đấy Thì cái đoạn đấy nó Thí dụ nhé, nó ở phía bên tay trái ấy, là khi mà dùng đầu điện cực ấy là âm uh, Cái bồ dai thì là dương ấy. Thì ở phía dưới mọi người coi ấy, là cái chỗ mà Ở phía dòng phía trên, ấy, cái chỗ bô mai nát xử thì nó có những cái đặc tính ở phía dưới ví dụ như là Akur Suturio thì rất là tốt rồi uh, Komi Fukasa thì uh, thì thì phủ uh, cay nhá rồi uh, Bido Ha Bà thì ngược lại nó lại lại nhỏ ừ. thì là, thì là. rồi á uh, thật ra khi mà chị đọc uh, đọc ở, ở web một ấy đi xa hơn một chút xíu có thể là web hai họ cũng có sẽ nói đấy là ở cái phần mà Arumi uh, hàn uh, hàn hàn nhôm hay là hàn những cái uh, gì uh, Ấy, thì uh, ngoài ra cái tích cừ này nó còn một cái tác dụng nữa là cái tác dụng làm sạch là nó vừa hàn nó vừa làm ở uh, à, mọi người nhìn ngay ở cái phía cái cái hình này cũng thấy nó có ghi là san so hì phừa uh, hì ma cừ chứ thì uh, mm -hmm. uh, cái đó nó là cái bộ dây cái bộ dai mà mà người ta sử dụng cái tích gừ để hàn á nó ừ. nó là cái loại mà nó có cái 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 cái, cái lớp vỏ bọc uh, oxy hóa ở bên ngoài nó rất là cứng á. Ừ. thì người ta sẽ dùng tích gừ còn một cái tác dụng nữa là để đánh bật được cái cái lớp vỏ bọc đó ra và hàn được vào cái bên trong á, hàn vào cái cái lớp 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 uh, kim loại thật bên trong á thì ngoài ra đó người ta dùng tích cử còn có một cái tác dụng đó nữa thì có thể ừ. sau này ở uh, phần sau này khi mà học đến cái loại mà uh, Stanlet hay là hàn nhôm ấy thì nó sẽ nói kỹ hơn Ok, ừ. cảm ơn Hiên Sàng để mình đọc lại chỗ này nha, không đọc không được nha. dạ yeah. Ok, thank you. thật ra chị, chị, chị cũng vừa mới gọi là trâu đồ đọc luôn cái đoạn đấy chứ cũng không phải à. là là là, là được kỹ càng gì Ừ. Ok, để chỗ này em học hay hay đó, không biết. phát hiện rất là chị hiền <laughs> <laughs> à. Ok nha. Ừ chỗ chỗ này mọi người ok nha còn 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 khó vậy không hai mình đi tiếp đi tiếp nha rồi okay. hàng mát với hàng mic xong hàng mát với hàng mic xong rồi á thì cũng tương tự mấy cái biến thể tiếp theo á mấy cái tăng cười eco này á thì thì nó cũng là giống như cái tiết cười lúc nãy ha mọi người có thể đọc thêm được cái trước mắt mình nắm cái, cái, cái nguyên lý đã ha rồi electro sracu yosetsu thì cái này hay, họ hay gọi là hàng hàng e <laughs> thì cái Elixir này á thì nó như thế này <laughs> mọi người hình dung nè bây giờ cái này cái này cái ứng dụng của nó mà trong cái ngành thấy mình hay gặp á là dùng trong hàng bị dùng trong hàng bị cái đường hàng của mình á nó là nó nó về nè nó đi theo chiều này đi thẳng hồi đài trước à, giờ mình hàng hả hay đây ờ chi chi trước giờ mình học mình cũng nói đúng không tức là tại vì hồi nãy giờ mình cái, cái 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 bài đặc tính mà 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 kim loại hàng ghi mà nó là mình hàng mình sẽ hàng hướng xuống mình hàng xong kim loại nó chảy xong đi theo đi theo trọng lực nó xuống luôn thì thì mình hàng hướng xuống là mình hàng theo theo cái đường nằm ngang thế này nha còn cái hàng mà hàng Elisura này á tức là nó sẽ nó sẽ có cái cái phương hàng quán là cái phương thẳng đứng cái phương như vậy này cái phương cái phương thẳng đứng như vậy nó bắt đầu từ 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 dưới này cái xong nó đi lên nha thì họ nói là hàng elixira là hàng Tachimuki Y ta những cái hàng mà thép dày ấy, người ta chỉ đi một pass thôi một pass tức là một 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 đi cái đường hàng đi một lần thôi thì gọi là một pass cái dòng một pass này mọi người có hiểu nha có mấy 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 bạn mấy bạn khác có hiểu không mình giải thích luôn cho một pass này ừ, Hãy em sọt một cái hình gì đó cho em dễ hiểu à, thôi để mà nhanh nhanh ừ. ví dụ như bây giờ mình có cái cái này cái hai gặp cái này giống như kiểu đổ bê tông cọc nhồi, ông nào bên xây dựng biết cái đổ bê tông cọc nhồi nó đục từ dưới lên, không? Ừ. 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 à cọc nhồi có phải là CFT không? CFT cọc nhồi rồi. cọc là cọc yes. oh. Ờ. <laughs> uh. Cọc là móng <laughs> <laughs> ví dụ như <laughs> nha này này là cái bát xử nha cái này là bất nha ví dụ như cái này là cái đầu flange gì này đây là cái đầu fantasy của cái Harry của mình nè, thằng này cái đại gia này. Thì cái đại gia hàng qua đây. Thì bây giờ mình, mình 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 hay quen đúng không? Chỗ này là 7 ly 35 độ đúng không? Này biết rồi nhỉ nè, này 7 ly này 35 độ. Thì cái 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 mẫu hàng chỗ này á thì để mà mua hàng này này thì không phải người ta hàng một phát lên đây luôn. Người ta đi rất là nhiều pass, đi rất là nhiều đường. Một lần cái đường hàng đi qua nó gọi là một pass. Một pass này xong nó qua pass thứ hai, cái này qua pass thứ ba từ 5 6 7 8 thì là, ví dụ ví dụ như vậy nó sẽ đi nhiều bát nó thành nó tạo thành món hàng như vậy cho nên là nãy nãy mình có nói là có cái chuyện là sẽ không có người thợ nào mà ta hàng liên tục liên tục thế người ta đi một hàng một bát là xong người ta đợi cho nó nguội xong đi hát tiếp theo thì bởi vì cái cái nhiệt độ giữa hai cái bát này họ phải quản lý nó nữa bởi vì sau này sau chắc là cái đoạn sau mọi người sẽ học tới cái phần gọi là cái cái tính ảnh hưởng của nhiệt độ với lại là kim loại hàng với lại là cái hàm lượng carbon nó nó sẽ nó sẽ ảnh hưởng tới cái tinh thể của 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 của, của thép tại 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 cái thời điểm đó cho nên là nếu mà nhiệt độ như này mà nó chiêu tô hâm bà hoặc là nó quá nó 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 lực 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 nó không cao nó, nó không nó không nó không có lên tới nhiệt độ hàng luôn á thì cái 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 sai chỉ cừ quán á cái 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 tái cấu trúc của hắn á nó không có tới nó không có tới thì dạng đấy nó không có cấu thành được cái 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 cường độ mình mong muốn nha thì quay lại cái diện mình một pass là cái này là một pass này thì ý họ nói á là đối với cái hàng elixir này á là thay vì mình đi một lớp gì thế này cái này là hàng ngang rồi nhưng mà nếu thằng này mình 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 cho thằng này nó đứng lên mình chạy một từ, dưới lên trên đó. là cái 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 đường hàng nó to nó đi một bát một là nó ăn hết luôn là nó đi lượt thằng này luôn và dẫn đến trong cái bát đó là không được nó xin lỗi cho nên cái công nghệ mà làm làm bi á thì thường là cũng không, không 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 nhiều công ty làm làm được cái 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 việc này ha. thì có những công ty chuyên dụng họ chuyên dùng để làm bi bóc luôn họ chuyên dùng làm người chia da luôn thì có những công ty người ta làm bot nhưng mà người ta làm bằng uh, tổ si chẳng hạn ví dụ như được vừa rồi dự án ở việt nam tụi em làm á thì là nói như vậy họ dùng họ dùng bị uh, bot là như vậy nha cái này là bị bot không thì họ hàng cái này á thì họ không 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 dùng cái kỹ thuật này được mà dùng uh, cái cái cách hàng bên này thôi dùng sắp bừng thôi là cho đường hàng nó to lên thôi và dùng tổ Shidaya nó chạy như vậy nó chạy phía ừ. ngoài này còn mà Shidaya cái này mà bị bóp mà Shidaya chỗ này thì Shidaya nó 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 vào đây yeah. và họ hàng luôn cái 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 lớp này nè họ cấu thành cái đường hàng chỗ này bằng bằng cái bằng cái LCD này luôn ừ. thì 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 quay lại cái bài của mình á quay lại cái bài của mình á thì đây là cái 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 phía bên này phía phía phía, phía trước này nó là kim loại chủ cái cái phần bên phải này phần bên trái bây giờ họ muốn hàng hàng này lại với nhau thì họ tạo một cái 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 kẻ hở nó dùng cái rút tù gấp bừ mình hay gặp rồi nha cái xong rồi cho cái quầy hàng này đi xuống dưới nó thòng xuống dưới luôn còn cái bể mà gọi là bể ra này cái này họ dùng bằng bằng đồng họ dùng bằng đồng mà cấu thành là cái cái bụng hàng chỗ này cái xong họ di chuyển lên từ từ họ kéo cái họ làm họ tạo một cái cơ cấu chỗ này có cả khí 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 CO2 chỗ này làm nhiệm vụ là sirido nữa xong rồi họ cái 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 cơ cấu nó sẽ di chuyển từ dưới lên trên từ 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 từ, từ, từ dưới lên từ khi nó đi lên như vậy nó sẽ cấu thành cái lớp hàng này luôn ha yeah. thì cái này là cái nguyên lý của hàng hàng erisida thì uh, mấy cái như vậy nè mấy cái mà chỗ mà đặc tính á chỗ mà chô so với tan này á, thì mọi người uh, nhớ đó mọi người học á để có khả năng là vô thi nó sẽ ra những cái 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 câu hỏi như vậy ha yeah. uh, chô là nó sử dụng uh, điện nhiệt độ cao cho nên là tốc độ hàng nó nhanh và cái cái năng suất nó cao luôn uh, nó thi công bằng uh, một bus nó đi một đường thôi cho nên là cái tính biến dạng của nó nó cũng ít các cửa hàng kia nó cũng này rồi uh, cái 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 uh, cái gì uh, đây cái này là gì ta cái này là gì ta, cái này là gì ta? luôn Cái cái tên này ok Cái sơ cư xe đồ này tao xưa Đại tra nha à. Thì so với lại cái, cái 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 độ chính xác của cái vắt mép á Vắt mép chỗ cái cái đó Thì là Này chắc là tính chính xác của nó cao ha Cái đó Rồi. là Rồi yêu đồ là độ chịu đựng điện Chịu đựng điện ha à. Ừ. Ừ. À, Độ này, tải hậu điện. À. Rồi, Cái này học thuộc điện ừ. à. Cái này học thuộc này học thuộc không giống mình <cười> <cười> rồi à, điểm ờ, yếu của nó quyền quyền sao sao cái 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 các cửa hàng kê ừ. cái... gái chỉ sai cái, cái, cái thứ hai á ừ. cứ là cái cái này là ý nó nói là cái góc cái góc của cái 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 bị bóc đó hả cái cái biến dạng á thật là, là cái biến dạng thôi cái biến dạng của cái hàng này thôi ví dụ như ví dụ như bây giờ mình bây vậy cái cái thế của mình nó nằm bên này ừ. nó theo nó theo cái phương nó theo cái phương như vậy cái mình có cái phương như vậy đúng chưa cái mình hàng ở dưới này đây mà mình cấu thành nó theo cái theo cái theo cái phương như thế này rồi cho nên nó, nó, sẽ đi theo cái chiều này lên luôn cho nên là nó sẽ không có bị nó không có bị là bị 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 mà ghê như vậy bị bị mà ghen như vậy cái đầu này nó bị nó bị nó, nó, nó vậy đúng không chạy dưới như đây đúng không đúng không 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 có lý do gì mà để nó để nó nghiêng là như vậy À, nó có à. nó, nó thể bị co rút nó có, nó có thể là bị bị như vậy đúng không nó có thể bị co như vậy hay là bị giãn là như vậy nhưng mà nhưng mà cái chuyện mà nó nó, nó như vậy là không có nè à, nó không nó không bị lên gì hết hả đúng rồi, đúng rồi, nó không bị bên bên, bên bên hai hai cái đầu kia với nhau đúng không ờ à. ừ. thì, nó là như vậy ok ha ok ok à. thì điểm yếu điểm yếu là nó chỉ giới hạn là hàng hướng lên thôi tạt thôi cái chỗ mà hàng hướng lây này mọi người có hiểu không mấy cái chỗ mà cái tư thế hàng này mọi người có hiểu không nhỉ thì mình sẽ có bốn bốn cái tư thế hàng cơ bản là hàng hướng xuống hàng hướng xuống vậy nha hàng hướng xuống thì cái hàng này sẽ có sẽ có cái 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 cái, cái độ chính xác này, cao nhất rồi hàng hướng ngang hàng hướng ngang là trong cái trường hợp mà mình mình hàng cái này nè hàng cái cái, cái Edison beat ở ngoài game ba thì cái này sẽ là hàng hướng ngang hướng ngang nha còn hàng leo á hàng hướng, hướng, lên là hàng này hàng tạp chiếm ở kia là đi từ 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 dưới lên hoặc là cái trường hợp cái cái tù mà để nằm ngang xuống mà nó nó hàng lên á là đội vừa rồi em làm ở Việt Nam là bị chuyện đó là nhìn phát là biết liền luôn cái 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 mũng hàng mình nó nó dùng bằng bằng xuống nhìn, nhìn kỳ lắm nhìn phát biết liền mới là hàng nữa hàng overlap là hàng hướng hướng ngược đầu hướng hướng lên trời hướng 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 như vậy hàng hàng hướng lên như thế này cây okay nha thì cái này là nó bị giới hạn chỉ là hàng chỉ được hàng của cái này thôi à, thứ hai nữa là cái lượng nhiệt vào nó lớn <laughs> lượng nhiệt vào nó lớn này nó nó dễ bị nó dễ bị nó dễ bị 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 hả bị ZK tức là dễ bị, bị 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 giòn hả bị ZK là bị bị, bị... không này bị giòn GK nó, nó là, bị, là một cái tính chất năng ca. Năng, năng ca. Không, bị mềm không biết. nó bị không bị ZK bị, này không biết giờ thích sao em ạ sau này uh, khi mà học sang cái phần uh, cái vật liệu ấy thì ừ. mình sẽ nhiều khi nó sẽ bị nói chung là mình mình gia nhiệt quá nhiều quá mà khi nó nó sẽ có cái phần mà gọi là phần kim loại kia cái phần mà gọi là thép C với lại carbon á tỷ lệ thành phần của hắn với lại cái nhiệt độ đó lúc mọi người học tới cái phần đó mọi người thấy nó sẽ ra một mớ cái, cái loại tinh thể luôn nha đọc nó nó nó, nó rối luôn nha. và nó sẽ ảnh hưởng bởi bởi cái vùng nhiệt độ mà mình 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 có ha thì nó có cái việc đó uh... À, nếu mà đang hàng mà mình mình dừng là phát hành mình lại gì đó thì để mình phục hồi cái việc lại mình tiếp tục hàng tiếp á thì nó sẽ tốn thời gian khá là nhiều thì đó là đặc tính của cái hàng Elisira này ha rồi còn 15 phút đi tiếp đi nhanh không kịp trái cho bán rồi tiếp là thằng uh, Cường, ác cười vô á thì cái này là hàng que uh, hàng cái này á, là mọi người hay gặp cũng là mấy anh thợ luôn nhưng mà cái lúc mà anh anh, anh, anh cầm cái tấm bê mà anh đi đính á anh đi đến á thì thường là hay gặp nó, hay là những tình huống mà cái 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 máy hàng mà nó không lột vô được thì có khả năng người ta sẽ dùng cái này nhưng mà ít dùng cái này thì bị bị phát hiện thì cũng khá là phiền. Nhưng mà nói chung là nói chung là cái hàng hàng que này á thì là ở xưởng mình sẽ có có dùng nhưng mà chỉ dùng ít một vài trường hợp thôi chứ không có không có dùng cái này nhiều. ở Việt Nam mình dùng cái này thì nhiều. thì mọi người mà có ai mà đã từng gặp mà thợ mình mà mình hàng mấy ông mà hồi xưa mà nhỏ mình đi chơi mấy ông nhà gần nhà mấy ông số mình hay làm cửa làm làm đồ có hay có cái que hàng hàng, là kiểu này đây Nha? là có cái hồ đà có cái hồ đà và lại có cái có cái thành có cái kẹp có cái thì kẹp cái thanh nó vô trong đấy cái đi hàng Nha? thì cái cái thanh này á thì cái 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 hàng Hy phước cường này nó khác với lại là cái kia ở chỗ nào tức là cái cái này nè cái que hàng này của mình nè thì trong cái que hàng này người ta nó gọi là họ gọi là ở Việt Nam mình gọi là là có 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 bọc thuốc nó gọi là bọc thuốc thì 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 tiếng Nhật nó gọi là rắc sư kia thì nó cũng tương tự nó cũng tương tự nguyên lý của hắn á là cũng là cho cái dòng điện nó chạy qua đây nó xong cái đầu nó có sinh ra hồ qua nó đốt nóng thì khi nó đốt nóng cái 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 que hàng này á thì nó đốt luôn cái thuốc đó luôn nó đốt luôn cái thuốc đó luôn và trong cái cái que hàng này nó có cái kim loại hàng đó và cái kim loại hàng nó 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 đóng cái vai trò là cái kim loại cái kim loại mà để 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 hàng chỗ này còn cái thuốc này nó sinh ra khi cái thuốc này nó bị đốt đó, nó sinh ra cái khí thì cái khí nó mới bọc nó mới bọc cái 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 cái, cái, cái mẫu hàng này lại và nó cấu thành lên cái cái mẫu hàng này chỗ này mọi người ok không nhỉ ok ok à thì 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 nguyên lý nguyên lý hàng như mình nói đó, vậy mình mình để mình thống 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 nhất lại là sẽ có như vậy. Ờ à, mẫu hàng. Mẫu hàng. À, kim loại hàng, cái cái kim loại mà mình cái cái kim loại chủ mình muốn hàng và một cái kim cái kim loại mà để mà để mà đốt hàng này nữa. Cái kim loại, cái kim loại là kim loại thứ nhất. Kim loại thứ nhất ha, cái kim loại chủ mình muốn hàng còn cái kim loại này á, nó là kim loại thứ hai để mà nối hai này với nhau ha và nó có một cái đại lượng nữa á, là cái thằng cái thằng bọc cái thằng sirido ha thằng ga thì nó có ba cái thứ này là mình là, là khi mình khi mình làm khi mình đọc cái phần này á thì mình mình mình, mình cố gắng mình 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 mình, mình gì đó <laughs> mà tôi mê nó về như vậy thì mình sẽ dễ hình dung tức là có kim loại ban đầu có kim loại để hòa tan và nó có nó có phần khí để bao bọc, bọc. Để tách biệt nó ra. Thì cái thằng hàng này á thì cái kim loại hàng nó nằm trong cái 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 que này luôn. còn cái khí này nó sinh ra là nó đốt cái dây thúc ở trên cái cái que này. mà nó bùng ra, vậy khí nó nó bọc này luôn. Và nó hàng này lại. Thì đó là hàng y phước cường. Nó là hàng que. Dạ ha. Tiếp. Đi tiếp luôn. Thì cái hàng tiếp theo là hàng submer magia cường thì cái này hàng cũng nhiều này cái này mình sẽ gặp nhiều nè. Thì submer magi này á nó cũng tương tự cái nguyên lý đó chỉ có cái chỉ có cái là cái chỗ cái chỗ mà bao bọc cái chỗ bao bọc với lại bên ngoài thì họ dùng một cái thư cái 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 một cái gọi là slacker à không phải họ dùng cái fractal họ dùng cái fractal nha tức là để để có cái video cho người xem ngồi dưới này dùng super gì xấp bấm xi a ke yo setter. Đây. Như vậy nè. Thì cái đầu cái đầu này mọi người thấy màn hình đúng không? Thấy vậy. Ờ, ừ. thì cái đầu cái đầu này á là cái 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 cái, cái dây hàng cái quai hàng đó. Còn hai cái thấy bên này đây đây kim loại hàng này thì nó cũng có cái nhiệm vụ là nó cũng nó cũng đốt nóng nó cũng nó cũng xử lý cái cái kim loại hàng ở đó nhưng mà bên ngoài đó nó sẽ có một lớp này gọi là lớp sĩ ha nó đi theo cái đường ống riêng này nó chạy này nó bọc nó bọc luôn nó che luôn cái chỗ đó của mình luôn tức là nó không cho những cái thứ cũng nguyên tắc là không cho những cái, cái cái yếu tố bên ngoài của của không khí nó nó nó, nó tác tá động vào nó bọc luôn cái lớp sĩ này luôn và nó chạy nó chạy tự động như vậy thì cái này dùng dùng trong trường hợp nào cái mình hay gặp là trong trường hợp hàng bh ví dụ như chỗ web bừ với lại là chỗ flanzi dùng để hàng BH á, họ sử dụng cái này tức là họ họ cần cái bi đồ nó nó lớn á, thì dùng cái này hoặc ví dụ như cái bi bót mà lúc nãy em nói á, trong trường hợp mà, mà mà mà, cái 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 cái, cái tấm bên ngoài á, là có thể họ sử dụng cái cái cái, cái sáp magi này Thế ha đó là nó là sáp magi đó là cái cái cục này này cái cục này này là, là, là sáp magi thì họ nói là cái 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 hàng này nó sẽ to mình cái 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 gai càng bên ngoài khá là đẹp bởi vì nó có thuốc bao bọc bởi vì nó 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 đốt xong nó hàng ra xong cái 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 vùng này nè cái kim loại mà lúc mà nó bị đốt rồi, nó bị lỏng lẻo này cái nó có cái cụm này nó nó bao bọc này cái nó tạo ra cái cười này nó lúc mà nó nó, nó nguội lại nó, cái nó tạo ra cái 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 lớp sỉ này, cái lớp cái lớp này, này nó cấu thành nó là nó nó che được cái hàng này kỹ hơn nhiều so với lại là cái cái khí kia cho nên nó sẽ to cho mình cái đồ rất là đẹp cái, cái 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 hình dạng bên ngoài ha rồi cái cái độ 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 ngấu của hắn đó, độ tan chảy của hắn đó, nó cũng to hơn nó cũng tốt hơn nữa. thì đó là hàng sắp bự Maji ha mọi người có thể đọc thêm trong 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 này nha có cái nào không hiểu thì có thể có thể liên liên hệ mình hỏi mình vậy đó rồi sau cùng sau cùng là hàng à, những đường hàng khác Serifu Sidodo Aku Serifu Sidodo Aku với lại là cái này thì chưa có đọc nhưng mà cái chỗ cái chỗ mà ác cừ đồ này thì cái này là hàng stack đồ thì cái này là mọi người hay gặp nè từ cái đinh cái đinh stack đồ của mình mà khi mà mình đóng lên trên cái băng bản mình mà làm lúc mình làm nhiều cam mình làm đích kỳ đồ á nó để nó liên kết bằng kia thì cái cái start đồ này khi cái start đồ này đóng vào trò là cái điện cực luôn stack đồ đóng vào trò điện cực luôn Rồi lúc mà cái điện cực này á hai này nó dính với nhau xong nó đốt hàng này, nó đóng cái điện phát là hai này dính nhau luôn À, thì đó là cái cái nguyên lý của hàng 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 start đồ start đồ này là asset đúng không nhỉ ừ. cái start đồ này là hàng hàng asset đúng không không hình như không phải đâu em từ có hình như có 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 nó không phải là hàng asset từ phải asset từ không nhỉ bữa bữa chị mới xem một cái Ủa, chị có phải không? Không, không phải cái này là... không phải à? không hình như không phải đâu start đồ vẫn giả hồ quang à đúng rồi hồ quang bảy 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 hồ quang mà hồ quang mà nó ừ. nó sinh ra hồ quang nó mới dính đó mà vậy cái này là hàng hàng, hàng thép đai đúng không thép đai hàng axit này không rồi bởi vì thằng này nó sinh ra hồ quang mà thì đó là hàng start đồ nha. Ừ. À, à, này, áp cơ hàng C Đây là là start là... Vẫn có áp lực nhưng mà áp lực không đáng kể. À. Ok ok đúng rồi. Đó. Thì đó là hàng à Còn cái này là serif serif độ áp cơ. Serif đồ đó là tức là nó tự động nó, nó 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 bao bọc luôn thì cái này nó sẽ giống như cái hàng que khi nãy á. nó giống như cái, cái 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 kia thì trong cái này nó sẽ có cái từ này đúng không? rất có sự đi qua da này à đây tức là cái dây cái dây cái dây cái dây, dây hàng của mình á là nó có luôn thuốc luôn thì cái chỗ này á, thì em, em chưa có xác nhận kỹ nhưng mà hình như là như vậy này trong cái hàng mix, hàng mát của mình nãy á, là cái dây thuốc cái dây cái dây hàng của mình nó có hai loại là dây hàng là dây hàng solid đồ là dây dây kim loại thông thường thôi với lại là cái cái dây hàng là có cả thuốc luôn vừa cả solid đồ mà có cả thuốc luôn thì cái thuốc đó nó làm nhiệm vụ là giống như này nó giống như cái quầy hàng nãy mình nói là cũng đốt luôn cái này xong mà đốt luôn cái thuốc đó cái thuốc nó sinh ra sinh ra khí cái khí này nó bọc như vậy này nha hạt xe gas sườn hạt xe gas sườn nó cũng làm vậy một chút là cái cái thuốc là như trong lõi đúng không à, thuốc rồi 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 đúng rồi chính xác chính xác chính xác cảm ơn điểm có đúng không à vay ra để bảy vay bao nhiêu này số số điện thoại đúng rồi anh à anh có không ừ. rồi thì đó là thì đó là mấy cái mấy cái mấy cái hàng mà mình sẽ đề cập trong hôm nay thấy rồi từ khi mọi người có 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 câu hỏi hay là có comment gì không không biết gì không you. <music>